Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 18. Tưởng Thiên Hà dẫn đoàn xe giáp đi tới công trường ở thung lũng giết người, nhìn thấy công trường bị một đám xe tải hạng nặng chắn trước, anh ta bình tĩnh phất tay. Sau hiệu lệnh này, từng chiếc xe tăng và xe thiết giáp lập tức tập hợp lại theo đội hình trực chiến. Hắc Long quân của Hoa Quốc, sư đoàn 81 thuộc căn cứ Trung Hải đến đây tiến hành diễn tập. Yêu cầu những chiếc xe đang chặn đường lập tức rời đi, nếu không sẽ bị xử lý theo tội cản trở người thi hành công vụ. Tên đánh xe trốn trong một góc chờ chỉ thị của Lục Đông Hải thấy chuyện này không nhỏ chút nào, bọn họ lập tức đứng dậy, nói rằng, xin chào lãnh đạo, chúng tôi sẽ đánh xe đi ngay lập tức, đánh xe đi ngay lập tức. Vẻ mặt Tưởng Thiên Hà vô cùng lạnh lùng, cho các người một phút, mau chuyển hết xe ở đây đi, nếu không thì đừng trách tôi không thể tình. Cái gì, một phút sao? Người kia lập tức trợn tròn mắt, sao có thể chuyển 200 chiếc xe tải đi trong vòng một phút cơ chứ? Tưởng Thiên Hà nói chỉ cho một phút, đương nhiên là cố ý làm khó bọn họ, Phó Phong Vân cũng đã hạ lệnh bảo anh ta xử lý nghiêm túc, sao anh ta có thể không hiểu vì sao lại có chuyện hoang đường này cơ chứ? Phó Phong Vân còn nợ Tề Đẳng Nhàn một món nợ ân tình, nếu như biết khéo léo tìm lý do điều động quân đội, vậy thì cũng không tính là lấy việc công làm việc tư. Dù sao thung lũng giết người cũng là khu vực tiềm năng mà tỉnh Đông Hải đang chú trọng củng cố phát triển, những người này dùng xe tải chắn đường, có thể coi như đang gây tổn hại đến sự phát triển kinh tế của tỉnh Đông Hải, gây trở ngại đến ích lợi của quốc gia, điều động quân đội cũng không phải chuyện gì đáng trách. Cho dù có kẻ muốn vin vào chuyện này để ăn vạ, Phó Phong Vân cũng có thể dùng lý do chính đáng để gạt bỏ can hệ một cách nhẹ nhàng, cho nên ông ấy cũng không ngại trả lại món nợ ân tình này cho Tề Đẳng Nhàn. Còn 10 giây nữa. Tưởng Thiên Hà nhìn đồng hồ quân dụng của mình, nhẹ giọng thông báo. 5, 4, 3, 2. Người nọ còn đang định gọi điện thoại để xin chỉ thị Lục Đông Hải, nhưng máy còn chưa kịp kết nối, thời gian một phút đã trôi qua. 1. Tưởng Thiên Hà mặt mày vô cảm, anh ta giơ tay ra hiệu, nhắm vào chướng ngại vật phía trước, dùng toàn lực tấn công, san bằng chỗ này. Sau khi nói xong lời này, anh ta lập tức ngồi lại vào buồng lái của xe thiết giáp. Khẩu pháo của một chiếc xe tăng chậm rãi chuyển động lên, một lát sau, nó nhắm thẳng vào chiếc xe tải hạng nặng gần nhất. Đoàng! Xe tăng nổ súng, một viên đạn pháo to bằng quả bóng bay vút khỏi nòng súng, nã thẳng vào chiếc xe tải hạng nặng đứng đầu hàng xe, tạo ra một vụ nổ vang trời. Chiếc xe tải hạng nặng kia nát thành bột mịn ngay tại chỗ, linh kiện nát bét bay tán loạn khắp nơi, rơi xuống hai bên vệ đường. Đoàng, đoàng, đoàng. Từng chiếc xe tăng và xe thiết giáp lần lượt nổ súng, đám xe tải đỗ ở bên đường gặp phải trận oanh tạc lớn, nháy mắt nổ tung. Xe tăng bắt đầu ra đẩy mạnh tiến công, đi tới trước một vài xác xe đã tan tành, bọn họ trực tiếp dùng bánh xích cán thẳng qua, nghiền nát cả xác xe tải hạng nặng. Lúc này, cuối cùng tên đánh xe cũng gọi điện được cho Lục Đông Hải. Lục Đông Hải cầm lấy điện thoại di động, cười đắc chí alo. Đoàng. Ngay sau đó, ông ta nghe được một tiếng nổ kinh hồn bạt vía ở đầu bên kia điện thoại. Đôi con người của Lục Đông Hải lập tức thay đổi, thái độ cực kỳ kinh hãi, ông ta nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, thấp giọng nói, cậu đúng là điên rồi, sao cậu dám dùng thuốc nổ phá xe tải của tôi? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười, hắn nói, ông nói lại lần nữa xem, rốt cuộc là thuốc nổ hay là đạn pháo, nghe cho kỹ một chút. Đoàng, đoàng, đoàng. Lục Đông Hải bỗng nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nổ liên tiếp, đinh tai nhức óc, khiến cho ông ta vô cùng khiếp sợ. Ngài Lục, xảy ra chuyện lớn rồi, không hiểu sao đoàn xe thiết giáp của sư đoàn 81 lại xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ nói là muốn diễn tập, sau đó bảo xe tải của chúng ta đã chắn đường của bọn họ. Sư đoàn trưởng của bọn họ đích thân hạ lệnh nổ súng. Xe của chúng ta đang bị pháo xe tăng bắn nát từng cái một. Khi gọi điện thoại báo tin này cho Lục Đông Hải, người đánh xe khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn từng chiếc xe tải hạng nặng bị xe tăng bắn cho tan thành xác pháo. Một chiếc xe tải hạng nặng này trị giá 20 vạn nhân dân tệ, ở đây có khoảng chừng 200 chiếc xe tải hạng nặng, sau trận háo này, nếu như không thể ngăn chặn tổn hại kịp thời, bọn họ sẽ phải chịu tổn thất lên đến 40 triệu nhân dân tệ. Tưởng Thiên Hà nhìn con đường đã bị phá hủy như thật sự lâm vào cảnh chiến tranh. Khuôn mặt vẫn vô cảm như cũ. Anh ta hạ lệnh, tiếp tục tiến công, xe tải cản đường đều phải bị phá hủy, mau dọn dẹp sạch sẽ con đường này.
Các chiến sĩ dưới trướng anh ta cũng không ai nói lời nào, lẳng lặng điều khiển từng chiếc xe thiết giáp kia làm theo chỉ thị, khói lửa triền miên, loạn đến nỗi khung cảnh xung quanh như sắp đổ sập đến nơi. Cái gì, cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào. Xe tăng của sư đoàn 81 chạy đến thung lũng giết người sao? Hơn nữa còn đang phá hủy xe tải của chúng ta ư? Gân xanh trên trán Lục Đông Hải giật thình thịch, kinh hãi không thể tả nổi. Ông ta đã huy động gần như toàn bộ xe tải hạng nặng của mình tới đây, chủ yếu là để cản đường đi qua lại công trường của Tề Đẳng Nhàn, khiến cho xe cộ bên ngoài không thể vào trong. Ông ta có nằm mơ cũng thể ngờ nổi, Tề Đẳng Nhàn chỉ gọi một cuộc điện thoại đã có thể kéo quân đội vào cuộc, dùng xe tăng và xe thiết giáp tới đây để mở đường cho công trường của hắn, chuyện này thật là khó mà tin được. Đoàng, đoàng, đoàng. Lục Đông Hải nghe thấy tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, còn có cả tiếng bánh xích của xe tăng cán trên mặt đất kéo cả kéo kẹt, cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời kinh hồn chưa định, không biết nên làm chút cái gì tới giải quyết việc này. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhã ngồi xuống ghế, nhấc ly trà trên mặt bàn lên nhấp một ngụm. Phó lão quả nhiên là người đáng tin cậy, có thể sắp xếp cho tôi cả một đoàn xe tăng thiết giáp đến đây dẹp loạn chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Về sau nếu như ông ấy có chuyện gì cần đến tôi, tôi cũng nên nghĩ đến việc đồng ý với lời thỉnh cầu của ông ấy. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn lộ rõ ý cười, hắn cảm thấy thật là sảng khoái. Có xe tăng và xe thiết giáp mở đường, mới nghĩ thôi đã thấy sướng. Có đoàn xe tăng ra tay, e rằng 200 chiếc xe tải hạng nặng kia sẽ tan tành không sót một xe nào. Sau chuyện ầm ĩ này, Lục Đông Hải không chiếm được chút lợi nào là điều đương nhiên, ngoài ra, ông ta còn phải nhận tổn thất 200 chiếc xe tải hạng nặng. Giá trị của chúng hẳn là không dưới 40 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, sau lần tổn thất này của ông ta, nhân viên trong công ty cũng chẳng tài nào vận chuyển hàng hóa, sau đó khả năng cung ứng hàng hóa không đủ, tổng thiệt hại tính thế nào cũng phải tới cả ngàn vạn tệ. Trong thời gian chưa đến 20 phút, tất cả số xe tải hạng nặng được Lục Đông Hải phái tới đây chắn đường đều đã bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả xác xe và linh kiện cũng bị xe tăng nghiền nát hến. Đám nhân viên làm việc cho Tư Bản Thiên lại trợn mắt há mồm mà chứng kiến toàn bộ sự việc, không nói nên lời. Bọn họ đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, chuyện mà Tề Tổng này gây ra cũng thật là lớn, có người tìm tới chắn đường đi, hắn cũng có thể gọi cả quân đội tới đây dẹp loạn, phá hết số xe cản đường. Tề Tổng thật là đỉnh quá đi thôi, vậy mà có thể xử lý chuyện này một cách hoành tráng như vậy, để tôi xem về sau còn ai dám tới công trường của chúng ta gây chuyện nữa. Tề Tổng thật là oai quá đi, có ông chủ như vậy ở đây, về sau làm gì có ai dám bắt nạt Tư Bản Thiên lại chúng ta chứ? Nếu còn dám tới, nói không chừng Tề Tổng sẽ đánh nát đầu chó của bọn họ đó. Mẹ nó, bao nhiêu xe thiết giáp như vậy, súng vác vai, đạn lên nòng, thật là khí phách. Nhân viên ở Tư Bản Thiên lại đều cảm thấy nở mày nở mặt, khi nãy công trường bị 200 chiếc xe tải hạng nặng bao vây kín mít, bọn họ cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài bó tay chịu trận. Vậy mà không bao lâu sau, thế cờ bỗng nhiên đảo lộn, mọi chuyện còn diễn ra kịch liệt hơn cả gió bão, lốc xoáy nữa. Sau khi được chứng kiến tình hình cụ thể của mấy trăm chiếc xe tải hạng nặng, khuôn mặt Lục Đông Hải lập tức đen như đít nồi. Ông ta có nằm mơ cũng không thể tưởng được, chỉ với một cuộc điện thoại nho nhỏ, Tề Đẳng Nhàn cũng có thể điều động quân đội tới đây, sau đó nhanh chóng dẹp sạch 200 chiếc xe tải hạng nặng của mình. 40 triệu tệ cứ như vậy mà bay mất như ném đá trên sông. Hơn nữa trong thời gian tới ông ta cũng không thể vận chuyển hàng hóa, điều này sẽ mang đến sự tổn thất lớn hơn nữa. Lục Đông Hải vốn tưởng rằng đây là một chiêu độc ép cho Tề Đẳng Nhàn đi vào khuôn khổ hoặc là phạm sai lầm không thể cứu vãn. Ông ta chưa từng nghĩ mình đã đào hố tự chôn thân. Chẳng bao lâu sau, Lục Đông Hải lại nhận được một cuộc điện thoại khác. Thưa ông Lục, xin chào ông, tôi là người phụ trách của Tổng cục Bảo đảm An toàn Dân sự của thành phố Trung Hải. Bởi vì ông đã đưa xe tải đến cản đường, vậy nên sư đoàn 81 của chúng tôi đã buộc phải tiến hành dọn dẹp chướng ngại bằng vũ lực. Hiện tại chúng tôi và sư đoàn đang hạch toán lại chi phí đạn dược, sau khi có kết quả cụ thể, chúng tôi hy vọng ngài có thể tới Cục An toàn Dân sự nộp phần chi phí hao tổn này. Nếu như ông Lục không nộp chi phí đúng hạn, vậy thì Cục An toàn Dân sự chúng tôi chỉ còn biện pháp cưỡng chế thi hành. Cuộc điện thoại này là do người của Cục An toàn Dân sự Trung Hoa gọi tới. Hơn nữa còn yêu cầu ông ta phải trả phí tổn đạn dược của sư đoàn 81. Lục Đông Hải suýt chút nữa đã tức ói cả máu,
xe tải ông ta bị phá tan tành còn chưa tỉnh đến, tổn thất đã lớn như vậy rồi còn phải chi trả cho những kẻ đã phá hoại tài sản của ông ta nữa chứ. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn Lục Đông Hải một cái, cười nói, vui mừng không, bất ngờ không? Ông Lục có muốn điều thêm 200 chiếc xe tải hạng nặng tới cho tôi phá nữa không? Lục Đông Hải vỗ bàn đứng phát dậy, tức giận quát, tên họ Tề kia, cậu khinh người quá rồi đó. Tề Đẳng Nhàn thu lại ý cười trên khuôn mặt, lãnh đạm đáp lại lời ông ta nói, ông Lục phái 200 chiếc xe tải hạng nặng tới đây phá việc trên công trường của tôi, bây giờ còn trách tôi khinh người hay sao? Thật là buồn cười. Sau khi nói xong lời này, hắn bắt đầu đưa tay xắn tay áo của mình. Chắc là ông Lục không quên mấy lời mà mình nói khi nãy đâu nhỉ? Nếu như tôi thật sự có thể dẹp yên 200 chiếc xe tải hạng nặng của ông sẽ để cho tôi đánh ông một trận, tôi nhớ có đúng hay không nào? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười hỏi. Lục Đông Hải xé quyển sách mà ông ta cầm trong tay thành hai nửa, một quyển sách dày 400-500 trang bị xé rách trong giây lát, không biết ông ta dùng lực ra làm sao, nhưng cũng có thể thấy được ông ta có sức lực lớn thế nào. Lục Đông Hải hít vào một hơi thật sâu, lạnh mặt nói với Tề Đẳng Nhàn, nếu cậu có bản lĩnh thì bảo quân đội tới đây lần nữa đi, để hộ tống cậu rời khỏi đây một cách bình an vô sự. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, hắn nói, không cần đâu, hạng tôm tép như ông, tôi dùng một bàn tay cũng có thể đánh cho ông kêu cha gọi mẹ rồi. Khi nói chuyện, hai ống tay áo của Tề Đẳng Nhàn đều đã được kéo lên tận cẳng tay. Lục Đông Hải tôi đây sống nửa đời người chưa từng phải chịu khổ như lúc này. 200 chiếc xe tải hạng nặng trị giá hơn 40 triệu, hôm nay cậu nhất định phải hoàn lại cho tôi không thiếu một đồng nào, nếu không thì hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi đây một cách thuận lợi. Lục Đông Hải gầm lên một tiếng, bàn tay đập thật mạnh lên bàn trà. Không biết ông ta đã đánh ra trưởng này bằng như thế nào, chiếc bàn trà bốn chân kia bỗng rung lên hai cái, dầm một tiếng, bàn trà bỗng nhiên vỡ thành 5-7 mảnh. Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, hắn nói, Chu Sa trưởng, cũng ra trò đấy nhỉ. Không ngờ loại thủ pháp bí truyền như thế này vẫn còn truyền nhân ở trên đời. Chu Sa trưởng là một môn võ học bí truyền, không giống với bát quái trưởng, hình ý quyền, thái cực quyền hữu danh hữu thực lưu truyền khắp trong dân gian, mà là một bộ pháp ít ai biết đến. Khi luyện tập Chu Sa trưởng, người ta cần dùng đến Chu Sa, hắn không rõ về phương pháp luyện tập cụ thể lắm, nhưng vào 5 giờ sáng mỗi ngày, người luyện Chu Sa trưởng cần phải rời giường thật sớm, nhân lúc sương mù còn dày đặc mà vươn đôi tay ra ngoài cửa sổ. Tới khi luyện thành được Chu Sa trưởng, chỉ cần một cú đánh như khi nãy, nếu đánh vào người sống, trên người sẽ xuất hiện một dấu tay đỏ tươi như Chu Sa. Đã biết tôi là truyền nhân của Chu Sa trưởng còn không mau quỳ xuống đây giơ hai tay chịu trói. Lục Đông Hải tiến thêm một bước về phía trước, khí thế bừng bừng, tạo ra rung chấn lớn đến nỗi tất cả đèn trong phòng đều lắc lư, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám tay chân dưới trước Lục Đông Hải cũng chạy sang hai bên che cửa sổ, phòng Tề Đẳng Nhàn bỏ trốn. Tề Đẳng Nhàn bật cười, bất thình lình, cánh tay hắn bỗng trở nên sần sùi, lớp da trên cánh tay nhanh chóng biến thành một màu đen nhẻm khiến cho người ta khiếp sợ, như thể đã biến thành gang. Lục Đông Hải trợn tròn hai mắt, ông ta thấp giọng nói, Thiết Sa trưởng. Chẳng trách cậu tự tin tới như vậy, dám xông tới đây một mình. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, chân trước tiến lên một bước, sống lưng hơi ngả về sau, thân mình xoay chuyển, tựa như thế rồng cuộn, hắn nói, hy vọng ông có thể để tôi tìm thấy đôi chút hứng thú. Bát quái trưởng, Lục Đông Hải nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng khó coi hơn. Khi nãy Tề Đẳng Nhàn bày ra bàn tay gang, đó là Thiết Sa trưởng, hơn nữa có thể luyện cho da đổi thành màu đen như vậy, hắn chắc chắn là cao thủ, không thể nghi ngờ. Lúc này đây, nhìn tư thế của Tề Đẳng Nhàn, rõ ràng là bát quái trưởng. Lục Đông Hải hiểu rất rõ, chàng trai trẻ đang đứng trước mặt ông ta đây chắc chắn là kẻ không thể khinh nhờn, là một cao thủ trẻ tuổi có cấp bậc tông sư. Hai môn võ nghệ đều luyện tới cảnh giới không thể so bì. Hừ, Lục Đông Hải quyết định đánh đòn phủ đầu, lỗ mũi phì phò mấy hơi, tựa như hơi thở của loài rồng, thân thể bay vèo vèo như mũi tên, phi về phía trước. Thứ Lục Đông Hải luyện chính là Chu Sa trưởng, cơ thể ông ta cũng khỏe mạnh. Ở trong mắt Tề Đẳng Nhàn, một chiêu này của ông ta không tinh tế ảo diệu là bao, nhưng lại rất nhanh, rất mạnh, quả là một thằng khỏe chấp 10 thằng khôn. Tề Đẳng Nhàn cũng không có ý định khinh địch, hắn lùi về sau một bước, mũi chân trà sát trên mặt đất, xương sống lưng vặn vẹo,
hắn thay đổi vị trí của cơ thể đôi chút, dịch sang bên phải ba tấc. Trong nháy mắt khi đón lấy một chưởng của Lục Đông Hải, chân trước của hắn ta đứng vững như bàn thạch, sống lưng hắn thả lỏng, ngả gập người ra bên ngoài, tới khi đến giữa không trung bỗng nhiên giật phát một cái, từng thớ cơ căng cứng lại. Uỳnh! Lòng bàn chân của hắn nện thẳng vào xương ống đồng của Lục Đông Hải, đỡ được sát chiêu thực thụ của ông ta. Quả nhiên là luyện thủ pháp bát quái trưởng, một chiêu hỉ thước đặng chi phòng này quả là đánh đúng lúc, trưởng lực dồi dào, canh đúng thời điểm, sẽ không vì dùng lực mạnh quá hay nhẹ quá mà làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của cơ thể. Người thạo nghề vừa ra tay đã biết kẻ địch mạnh hay yếu, Lục Đông Hải mới ra chiêu đầu tiên với Tề Đẳng Nhàn đã hiểu ra đối phương là một tay cao thủ hàng thật giá thật, không thể chủ quan được. Cẳng chân của Lục Đông Hải vừa đáp đất đã dựng thẳng lại ngay lập tức, ông ta phất cánh tay, tiếng gió nghe vùn vụt, bàn tay ông ta lao thẳng về phía trước, nhắm thẳng vào yết hầu của Tề Đẳng Nhàn. Chỉ trong nháy mắt, lòng bàn tay Lục Đông Hải bỗng trở nên đỏ đậm như máu, như thể đã nhuộm chu sa. Bàn tay Tề Đẳng Nhàn lúc này lại cứng như gang, hắn giang thẳng tay ra trước ngực, đẩy mạnh về phía trước. Dầm! Đòn mà Lục Đông Hải giáng xuống bị Tề Đẳng Nhàn hất văng ra, lập tức ra đòn hồi mã thương, mắt hổ trợn trừng như vị môn thần trong bức họa trước cửa, hắn hô lên một tiếng thật lớn, trả lại một chưởng cho Lục Đông Hải. Trong nháy mắt khi chưởng này được đánh ra, bàn tay ông ta đỏ như máu, đầu ngón tay trở nên thô ráp tựa như từng cây cà rốt, cả bàn tay sưng to như cái quạt bếp. Tề Đẳng Nhàn đứng yên tại chỗ, ngọn gió lùa theo đòn đánh của hắn, như thác nước mà ào ào đổ xuống từ cổ áo ông. Trong nháy mắt, quần áo của ông ta đã căng phồng do bị nhồi không khí, cả người căng tròn như một tên mập trăm cân. Không thú vị chút nào, Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên nói, mạnh mẽ có thừa, nhưng sự mềm dẻo lại không đủ. Ông trở về ôn luyện thêm 18 năm nữa, có lẽ còn có thể giao thủ với tôi. Chứ chỉ có chừng ấy thì không đủ. Nói xong lời này lúc, hắn nhấc cánh tay lên, tựa như một con rắn lớn, nhẹ nhàng kê lên cánh tay của Lục Đông Hải. Ngay sau đó, bàn tay hắn trườn lên cánh tay của Lục Đông Hải, năm ngón tay mềm như bông chạm vào da thịt ông ta. Trong nháy mắt khi năm ngón tay này chạm vào da thịt mình, Lục Đông Hải có cảm giác như bị kim đâm, đau đến tận xương tủy. Đây là công phu gì vậy? Lục Đông Hải thấy bản thân mình bị ngón tay hắn giữ chặt, da thịt bắt đầu xuất hiện dấu vết bị dao sắc cứa phải, máu tươi cũng ứa ra liên tục. Bát quái giả là môn võ học chí nhu, nhưng cũng có thể chí cương. Một chưởng này của Tề Đẳng Nhàn nhu hòa hết cỡ, giống như khoang miệng của con trâu nhai nuốt cỏ tranh sắc bén, nhưng lại có thể bảo đảm đầu lưỡi không mảy may bị cỏ tranh cắt một vết nào. Nhưng đòn này của Tề Đẳng Nhàn lại trong nhu có cương. Năm ngón tay ra đòn chẳng khác gì một lưỡi dao, có thể cào xé da thịt của đối phương. Đây là hiệu quả của việc dùng minh kình đánh lại ám kình, tên nhóc này vẫn còn trẻ như vậy, vì sao lại có công lực cao như vậy? Trong lòng Lục Đông Hải lúc này chỉ còn lại sự kinh ngạc. Năm ngón tay Tề Đẳng Nhàn giữ chặt cánh tay Lục Đông Hải. Hắn vừa nhéo nhẹ một chút đã khiến cho cơ thể Lục Đông Hải run bần bật như bị giật điện. Ngay sau đó, hắn tiến thêm nửa bước. Đánh một chưởng lên ngực Lục Đông Hải. Uỳnh! Cơ thể Lục Đông Hải tựa như diều đứt dây mà bay ra thật ra, va phải vách tường, khắp người đều bủn rủn, một chút sức lực cũng chẳng còn. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu ngao ngán, hắn nói, niệm tình ông là truyền nhân của Chu Sa Trưởng, hôm nay tôi sẽ để lại cái mạng chó của ông. Lục Đông Hải mặt đỏ tía tai, nhưng lại chẳng thể nào phản bác, công lực của Tề Đẳng Nhàn quả thật cao hơn ông ta rất nhiều, hai người vốn chẳng thuộc cùng một đẳng cấp. Tề Đẳng Nhàn nói xong lời này thì cất bước rời khỏi căn phòng. Ngài Lục à, phải làm sao bây giờ, có nên động thủ hay không? Đám tay chân của Lục Đông Hải đều chỉ biết trố mắt nhìn nhau, thấp giọng hỏi ông ta. Lục Đông Hải lắc đầu, nhất định không được động thủ, để cậu ta rời khỏi đây đi. Cho dù người của chúng ta có đông gấp 10 lần nữa cũng chưa chắc có thể ngăn được cậu ta. Ông ta biết rõ dạng cao thủ như Tề Đẳng Nhàn là một sự tồn tại ra sao. Người như vậy chỉ cần động tay động chân một chút thôi cũng có thể khiến đất lở núi rời. Cho dù có nhiều người hơn nữa, gặp phải cao thủ như vậy cũng chẳng thể làm nên trò trống gì, mà chỉ càng làm thiệt hại lớn hơn thôi. Tề Tổng, tuy rằng cậu là kẻ tài cao, gan cũng lớn, nhưng đây là ân oán tranh đấu trong long môn chúng tôi. Cậu là người ngoài cuộc, nếu như nhúng tay quá sâu, e là sẽ không khỏi cảnh tan xương nát thịt. Trước khi Tề Đẳng Nhàn rời khỏi nơi này, Lục Đông Hải đã lớn tiếng cảnh cáo.
Ha ha, tôi làm việc của tôi, trước nay chưa hề có ý muốn dây dưa với các người. Nhưng nếu như các người dám đến gần tôi, vậy thì cũng đừng trách tôi không nể nang người khác. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, khinh khỉnh nở nụ cười. Chỉ là kẻ hèn trong một phân đà ở Long Môn mà thôi, làm gì có tư cách khiến tôi tan xương nát thịt. Ông có thể gọi Tổng hội trưởng của Long Môn tới đây, ngay cả ông ta cũng chưa chắc có cái lá gan nói với tôi như vậy đâu. Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn lập tức rời đi. Long Môn chính là thế lực lớn nhất trong tất cả các thế lực của Trung Hoa, hội viên trên toàn thế giới lên đến mấy trăm vạn, tỉnh nào cũng được sắp xếp một phần đà riêng, đà chủ nào cũng có sức mạnh kinh người cộng với mạng lưới quan hệ đồ sộ. Tề Đẳng Nhàn nói ra lời cuồng ngôn này, thậm chí đến cả Tổng hội trưởng cũng không để vào trong mắt, khiến cho người ta chỉ biết nghẹn họng, trơ mắt ra nhìn, cũng không biết nên nói hắn là kẻ to gan lớn mật, hay là không coi ai ra gì. Ngày Tề, rốt cuộc anh đã dùng cách thần thông quảng đại gì vậy chứ, còn có thể huy động người của quân đội, bắn nát hết toàn bộ số xe tải của ông ta. Lý Vân Uyển thấy Tề Đẳng Nhàn bình an trở lại công ty, không kìm được nỗi hưng phấn trong lòng mà hỏi. Nếu như em muốn biết, vậy thì đêm nay đến nhà anh chơi đi, anh sẽ nói cho em nghe từng ly từng tí. Tề Đẳng Nhàn nháy mắt một cái, ra trò mở ám. Lý Vân Uyển xấu hổ đấm cho hắn một quyền, nói rằng, anh nghĩ cũng đừng có nghĩ, mấy ngày nay em phải ở với mẹ. Nếu như em không ở với bà ấy, nhất định bà ấy sẽ cực lực phản đối chuyện của hai đứa chúng mình. Anh đừng có úp úp mở mở nữa, mau kể lại cho em nghe đi. Tề Đẳng Nhàn tóm tắt lại sự việc cho Lý Vân Uyển nghe. Lý Vân Uyển nghe được đầu đuôi câu chuyện thì vô cùng hả hê. Đúng rồi, hôm nay anh gặp được một người phụ nữ trung niên trên đường, ngoại hình có rất nhiều điểm tương đồng với em, đó không phải là mẹ của em đấy chứ? Tề Đẳng Nhàn hỏi, ở cửa hoa đào phía đông có phải không? Ồ, có phải là người để tóc ngắn không thế? Lý Vân Uyển kinh ngạc hỏi. Hình như là tóc ngắn đó, bà ấy cũng nhận ra anh, còn hỏi bây giờ thanh niên làm việc ra sao nữa, Tề Đẳng Nhàn đáp lại với vẻ buồn bực. Cái tên Hoàng Kỳ Bân kia mới hưởng thụ cả một đêm ở cửa hoa anh đào, thong dong bước ra ngoài, chẳng qua hắn đi tìm Lục Đông Hải gây chuyện, vô tình gặp được Hoàng Kỳ Bân ở cửa mà thôi. Cuối cùng tên đó cũng bị một cây gậy đánh chết, coi như đáng đời tên trẻ người non dạ không biết tiết chế mà thôi. Lý Vân Uyển sợ tới nỗi khuôn mặt trở nên tái nhợt, cô ta vỗ mạnh vào trán mình, nói rằng, xong rồi, vậy có thể đó chính là mẹ của em đó. Bà ấy đang ở khách sạn, rất gần cửa hoa anh đào phía đông. Tề Đẳng Nhàn nghe được lời xác nhận của Lý Vân Uyển cũng chỉ biết cười khổ, vị kia có vẻ đúng là mẹ của Lý Vân Uyển, lần đầu gặp mặt như vậy, thật đúng là không được ổn cho lắm. Vậy là tiêu rồi, mẹ của em vốn đã muốn để cho em gặp gỡ đối tượng xem mắt mà bà ấy sắp xếp, bây giờ lại nhìn thấy anh tìm tới nơi như cửa hoa anh đào phía đông, vậy thì... Nếu như bà ấy gặp lại anh, vậy thì hảo cảm dành cho anh nhất định sẽ tụt xuống số âm mất. Chuyện này cho dù có muốn giải thích thì cũng chẳng thể nói rõ ràng ra được nhỉ. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Lý Vân Uyển cực kỳ sốt ruột, cô ta rất sợ mẹ của mình hiểu lầm Tề Đẳng Nhàn. Vậy mà trong lòng Tề Đẳng Nhàn lại cảm thấy cũng may mà mình đã tới cửa hoa anh đào phía đông để dùng dịch vụ massage, nếu không, cứ vô duyên vô cớ khiến cho người ta hiểu lầm, vậy thì thật đúng là hơi oan ức. Cũng may Lý Vân Uyển không biết thuật đọc tâm. Nếu không chắc chắn sẽ bóp nát vật ở giữa hai chân hắn. Tề Đẳng Nhàn thấy Lý Vân Uyển sốt ruột và lo lắng về chuyện này như vậy, trong lòng cũng có phần cảm động, xem ta cô gái này thật sự rất muốn được ở bên hắn nhỉ, nếu không cũng sẽ không lo lắng như vậy. Chuyện này không có gì đáng ngại, chỉ cần giải thích một chút là được, giải thích cũng không xong thì cứ gác lại, thời gian sẽ giải quyết tất cả thôi. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ bả vai Lý Vân Uyển, an ủi một câu. Em sợ mẹ em vừa nhìn thấy anh đã cầm dao định chém chết anh ấy chứ? Lý Vân Uyển cười khổ. Tề Đẳng Nhàn ngơ ngẩn, tỏ vẻ ngạc nhiên, mẹ của em đáng sợ tới như vậy sao? Còn muốn chém chết cả anh cơ à? Đó là đương nhiên, lúc trước mẹ em nhìn thấy ba em chim chuột với người đàn bà khác đã cầm dao đuổi ba từ đầu phố tới cuối phố đó. Người mà bà ấy yêu thương nhất chính là em, nếu biết bạn trai hiện tại của em có dính dáng đến nơi như vậy. Sao bà ấy có thể không tức giận cho được? Lý Vân Uyển liếc xéo Tề Đẳng Nhàn một cái, nói cả một tràng. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà ho khan liên tục, xem ra sau này hắn không thể đi tới những nơi như vậy nữa rồi.
Cho dù là vì tình hữu nghị hay xã giao với những người khác, hắn cũng không thể tới đó nữa, hiểu lầm như thế này quả thật vô cùng tai hại. Lúc nào cần phải gặp mặt thì vẫn nên gặp mặt, đến lúc đó giải thích rõ ràng chuyện hiểu lầm này là được rồi. À đúng rồi, mẹ em giới thiệu đối tượng xem mắt cho em sao, là kẻ như thế nào vậy? Tề Đẳng Nhàn hỏi. À thì, người này cũng có quan hệ với Dương Quan Quan nữa đó. Lý Vân Uyển buồn bã kể lại. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người. Lý Vân Uyển nói, là người của Dương gia ở Thượng Hải. Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc, nếu như Lý Vân Uyển kết giao với người của Dương gia ở Thượng Hải, vậy thì Dương Quan Quan sẽ tức vỡ mật mà chết mất. Cũng may bạn trai hiện tại của Lý Vân Uyển là hắn, hơn nữa cô ấy cũng không có ý muốn thay bạn trai. Đương nhiên, Tề Đẳng Nhàn cũng không có dự định đổi bạn gái, Lý Yêu Tinh có cặp chân dài mê người thơm phương phức thế kia, đổi cái gì mà đổi. Sau khi rời khỏi Trung Hải, mẹ em đã tới Thượng Hải, bây giờ là người của Long Môn, phân đà Thượng Hải. Theo như em được biết, lần này bà ấy trở về, hình như là để chuẩn bị tham dự cuộc tranh đấu trong phân đà của tỉnh Đông Hải đó. Tề Đẳng Nhàn vừa nghe đã thấy đầu đau như búa bổ, hắn xua tay, cực kỳ không muốn nghe tiếp. Hắn vừa mới hành hung một nhân vật đặc biệt của Long Môn ở phân đà Đông Hải, nếu như mẹ của Lý Vân Uyển là cùng một hội với đám người ở đó, vậy thì mọi chuyện quả thật rất đau đầu. Dù sớm hay muộn, Tề Đẳng Nhàn cũng muốn gặp mặt mẹ của Lý Vân Uyển, có điều không phải ngay lúc này, ít nhất thì cũng đừng nên giáp mặt bà ta vào mấy ngày nay. Lý Vân Uyển nói rằng sinh nhật của mình sắp tới rồi, đến lúc đó sẽ chính thức giới thiệu hắn với mẹ mình. Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn cảm thấy rất đau đầu, nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý. Khi sắp tới lúc tan làm, Hướng Đông Tinh gọi điện thoại tới cho Tề Đẳng Nhàn, hỏi rằng, Tề Tổng, chuyện lần trước tôi nhờ anh làm đã sắp xếp tới đâu rồi? Yên tâm đi, đã lo liệu xong xuôi. Lần này tôi mời tới cho cô Tổng Giám đốc của Tập đoàn Quốc tế Tuyết Phi đến từ Tuyết Quốc, Bogdanov. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp lại. Ha ha, nếu đã như vậy thì tôi yên tâm rồi. Hướng Đông Tinh mỉm cười tiếp lời. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ làm công, còn Hương Đông Tinh là một ông chủ máu lạnh vô tình. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì trước nay vai ông chủ máu lạnh vô tình đều là do hắn đảm nhiệm, còn vai kẻ làm công là của người khác. Hướng Đông Tinh nói, nếu như chuyện này được giải quyết êm xuôi, tôi sẽ mời anh một bữa cơm. Tề Đẳng Nhàn nói, làm như tôi thèm bữa cơm cô mời lắm ấy. Hướng Đông Tinh vừa nói chuyện chính xong thì lập tức cúp máy, lười nói mấy lời vô nghĩa với Tề Đẳng Nhàn, kẻo hắn lại lên mặt với mình. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, không hiểu sao tự dưng hắn lại cảm thấy hơi tức giận, hắn trở thành người làm công mạnh nhất cho cô ta, vậy mà cô ta dám đối đãi với hắn bằng thái độ như thế này sao? Được rồi, tôi nhịn, nếu không phải vì nể mặt hai cô nàng Ngọc Tiểu Long và Từ Ngạo Tuyết kia, còn lâu tôi mới bỏ qua cho cô. Tề Đẳng Nhàn oán thán trong lòng. Vào đúng buổi tối ngày hôm ấy, chuyến bay từ Tuyết Quốc sang Hoa Quốc cũng đã hạ cánh. Trông kìa, khí hậu ở Hoa Quốc tốt hơn khí hậu khắc nghiệt ở Tuyết Quốc chúng ta nhiều đấy nhỉ, thật là ấm áp ghê. Trong khoang máy bay, một người đàn ông trung niên cởi chiếc áo khoác dày trên người mình. Bên cạnh ông ta có vài tên vệ sĩ, kẻ nào cũng là kẻ luyện võ, có thực lực, có vẻ cực kỳ mắt mặt, khiến cho các hành khách xung quanh đều đồng loạt đứng cách xa ông ta. Vừa mới đi tới sân bay, người đàn ông này đã gặp Từ Ngạo Tuyết. Quý ngài Shevchenko, Từ Ngạo Tuyết phất tay, mỉm cười gọi ông ta. Shevchenko đến từ Tuyết Quốc hơi bất ngờ, ông ta nhanh chóng đi tới, vươn đôi tay, lịch thiệp trao cho Từ Ngạo Tuyết một cái ôm, mỉm cười nói cô Từ Ngạo Tuyết, rất hân hạnh được gặp cô. Từ Ngạo Tuyết dẫn Shevchenko rời sân bay, cô ta nói, ngài Shevchenko, hôm nay xin ngài ở tạm tại khách sạn một đêm, ngày mai mọi chuyện sẽ chính thức bắt đầu. Shevchenko nói, cô Từ thật là khách khí, còn phiền cô lặn lội đường xa tới sân bay để đón tiếp tôi nữa. Từ Ngạo Tuyết nói, nào có, ngài Shevchenko lặn lội từ Tuyết Quốc xa xôi tới đâu, tôi tới đây tiếp đón ngài không phải lẽ thường tình hay sao? Shevchenko chính là một thương nhân máu mặt đến từ Tuyết Quốc, có một tập đoàn quy mô lớn làm việc dưới trướng ông ta. Ông ta khống chế toàn bộ tài nguyên thiên nhiên phía đông bắc của Tuyết Quốc. Lần này ông ta nhận lời mới đi tới Trung Hải vì đang chuẩn bị đầu tư vận hành một công ty chế tạo khoa học kỹ thuật, chủ yếu hướng tới nguồn năng lượng cung cấp cho các thiết bị.
Loại hình đầu tư này quả đúng là thứ mà Dương Lệnh Quang người đứng đầu tỉnh Trung Hải nhiệt liệt hoan nghênh và hưởng ứng. Có Shevchenko tương trợ, hẳn là tôi sẽ nắm chắc được quyền xây dựng cảng nước sâu. Nắm được quyền xây dựng cảng nước sâu, doanh nghiệp của Liên minh Doanh nghiệp Từ Thị cũng sẽ được hưởng lợi lớn, sẽ đứng đầu toàn bộ tỉnh Đông Hải. Hơn nữa lợi nhuận của việc xây dựng cảng nước sâu cũng lớn đến đáng sợ, chính quyền tỉnh ta đầu tư vào đó khoảng chừng 70 tỷ nhân dân tệ. Tập đoàn Hướng Thị, Hướng Đông Tinh, cô lấy tư cách gì mà đấu với tôi? Cô tưởng rằng có 10 tỷ USD của Tề Đảng Nhàn thì gây ra được sóng gió gì cơ chứ? Lúc này trong lòng Từ Ngạo Tuyết vô cùng đắc ý, cô ta cảm thấy bản thân đã nắm chắc phần thắng. Ngọc Tiểu Long đã vận dụng quan hệ của mình, nhờ người của Bộ Ngoại giao liên hệ với Shevchenko. Shevchenko được Từ Ngạo Tuyết dẫn tới khách sạn lớn Thiên Địa, cô ta sắp xếp cho ông ta một căn phòng tổng thống, chi phí một đêm lên đến 8 vạn nhân dân tệ. Đương nhiên, đối với Từ Ngạo Tuyết mà nói, chút tiền ấy cũng chẳng đáng là bao, chỉ cần có thể khiến Shevchenko đầu tư cho cô ta, để cô ta có cơ hội phô bày hết tài năng trước đại hội chiêu thương, thì bao nhiêu tiền mà chẳng kiếm được. Ngài Shevchenko, hôm nay ngài hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai tôi sẽ tìm đến ngài. Từ Ngạo Tuyết khách khí bảo. Vâng, thưa cô Từ. Shevchenko gật gật đầu, mỉm cười đáp lại. Từ Ngạo Tuyết cảm thán trong lòng, Shevchenko không hổ là kẻ khống chế toàn bộ vùng Đông Bắc của Tuyết Quốc, quả đúng là phong độ, có khí chất hơn người. Shevchenko đợi Từ Ngạo Tuyết rời đi, ăn no uống đủ, chuẩn bị rời khỏi phòng tổng thống để đi thăm thú khắp nơi. Vừa mới ra khỏi cửa, ông ta đã trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ thang mắt. Sau khi nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi kia, Shevchenko vô cùng kinh ngạc, toàn thân run lên bần bật. Ồ, ông Shevchenko, sao ông lại ở chỗ này? Người đàn ông trẻ nhìn Shevchenko, điềm đạm hỏi. Ngài Bogdanov đáng kính, xin chào ngài, có thể gặp được ngài ở Hoa Quốc như vậy thật là vinh hạnh cho tôi quá. Shevchenko lập tức cúi đầu chào hỏi người đàn ông trẻ kia. Đám vệ sĩ xung quanh Shevchenko nghe thấy cách xưng hê vào thái độ của ông ta với người này cũng vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông trẻ này chính là kẻ tai to mặt lớn nhất Tuyết Quốc, con trai của cô Tân Tư Cơ, Bogdanov hay sao? Bây giờ Bogdanov đã thừa kế toàn bộ tài sản của cô Tân Tư Cơ, ngay cả chuyện tập đoàn Shevchenko Ulan có thể độc chiếm tài nguyên ở vùng Đông Bắc cũng là do tập đoàn quốc tế Tuyết Phi cho cơ hội. Nếu như không có tập đoàn quốc tế Tuyết Phi, cũng sẽ không có thương nhân Shevchenko nổi danh khắp trời Nam đất Bắc. Shevchenko vội vàng giải thích, tôi được một người bạn gửi lời mời, cho nên mới đến thành phố Trung Hải của Hoa Quốc, chuẩn bị đầu tư xây dựng xưởng ở chỗ này. Bogdanov cũng chỉ thờ ơ gật đầu, sau đó nói, ông tới đây đầu tư xây dựng xưởng ở đây cũng không có vấn đề gì, nhưng phải quản lý công ty của mình cho thật tốt. Về sản nghiệp mỏ khí thiên nhiên ở vùng cao nguyên Đông Bắc tại Tuyết Quốc, tôi không muốn chuyện này bị bại lộ một chút nào. Hơn nữa, gần đây tình hình ở Tuyết Quốc cũng không yên ổn cho lắm. Đặc biệt là vùng Đông Bắc, vô cùng hỗn loạn. Nếu như chỗ này xảy ra vấn đề gì, vậy thì ông mang đầu tới đây gặp tôi đi. Shevchenko cuống quýt cúi đầu tới, cung kính đáp lại, xin vâng, thưa ngài Bogdanov đáng kính, tôi nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa mọi chuyện. Tôi có thể mạn phép hỏi ngài một câu hay không, ngài đến thành phố Trung Hải, cũng là vì muốn đầu tư xây dựng sao? Bogdanov liếc ông ta một cái, nói rằng, tôi chỉ tới đây một chuyến theo lời dặn của cha mình mà thôi, còn tới đây vì chuyện gì, trước mắt tôi cũng chưa biết được. Toàn thân Shevchenko không khỏi run lên, cổ Tân Tư Cơ là chùm sò lớn nhất Tuyết Quốc, ông ta đang có mâu thuẫn gay gắt với chính quyền của Tuyết Quốc nên không thể không tránh đi một thời gian. Giao lại toàn bộ sản nghiệp của mình cho Bogdanov xử lý. Trước mắt, chính phủ Tuyết Quốc chưa bắt được cổ Tân Tư Cơ, nên cũng không dám hướng mũi dùi về phía Bogdanov hay tập đoàn Phi Tuyết. Bọn họ sự cổ Tân Tư Cơ sẽ tạo ra cục diện cá chết lưới rách người trước truyền thông phương Tây, đến lúc đó, uy tín quốc tế của chính phủ Tuyết Quốc có thể sẽ rơi thẳng xuống đáy chỉ trong tích tắc. Được rồi, ông bạn già này, không cần căng thẳng như vậy đâu, cứ làm chuyện của ông là được. Bogdanov điềm đạm trấn an ông ta. Shevchenko gật đầu, nhìn Bogdanov rời đi, bước vào một căn phòng tổng thống khác. Tới khi cậu ta trở về phòng của mình, Shevchenko mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm giác lạnh sống lưng khi tiếp xúc với nhân vật đáng sợ này cũng dần vơi đi. Hiển nhiên, xung quanh Bogdanov có rất nhiều cao thủ vô cùng lợi hại, dẫu sao thì thân phận của anh ta cũng đặc biệt,
không thể không thuê cao thủ lợi hại để bảo vệ cho sự an toàn của mình. Shevchenko nói lại chuyện gặp được Bogdanov ở khách sạn Thiên Địa cho Từ Ngạo Tuyết biết. Điều này khiến cho Từ Ngạo Tuyết vô cùng kinh hãi, lắp bắp mãi chẳng nói được thành lời. Vì thế, Từ Ngạo Tuyết lập tức làm công tác chuẩn bị, muốn giáp mặt với Bogdanov. Nhưng Bogdanov dường như không muốn cho cô ta chút mặt mũi nào, dứt khoát để cô ta đứng ở ngoài cửa mà không tiếp. Cho dù Từ Ngạo Tuyết có gia thế vô cùng đáng nể ở Hoa Quốc, nhưng dù sao Bogdanov cũng là người sống ở Tuyết Quốc, vốn chẳng hề để ý tới mấy thứ dâu ria này. Nếu có thể kéo Bogdanov tới tỉnh Đông Hải đầu tư xây dựng, như vậy thì dự án xây dựng cảng nước sâu chẳng khác nào đồ trong túi của tôi. Từ Ngạo Tuyết nói với Shevchenko. Ngài Shevchenko, ngài có thể nghĩ cách gì để cho tôi được gặp mặt ngài Bogdanov một lần hay không? Sau khi chuyện này thành công, tôi xin hứa sẽ hậu tạ ông. Shevchenko nở nụ cười tiếc nuối, cô Từ à, người như ngài Bogdanov không phải cứ muốn gặp là gặp được, tập đoàn của tôi có còn cơm mà ăn hay không cũng cần phải nhìn sắc mặt của ngài ấy. Nếu tôi đi cầu cạnh, có khả năng cao ngài ấy cũng sẽ không nể mặt tôi đâu. Từ Ngạo Tuyết chẳng còn cách nào, chỉ đành đi tìm Ngọc Tiểu Long để nhờ cô nghĩ cách. Sau khi biết được tin này, Ngọc Tiểu Long đã đích thân tìm tới đây. Với thanh thế của vị nữ chiến thần của Hoa Quốc, ắt hẳn Bogdanov cũng phải nể nang bọn họ mấy phần mà nhận lời gặp mặt Ngọc Tiểu Long. Hai người hàn huyên với nhau hơn nửa giờ, Ngọc Tiểu Long mới rời khỏi phòng của Bogdanov. Tiểu Long, thế nào rồi? Từ Ngạo Tuyết sốt sắng hỏi. Ngài ấy không trả lời tớ, có lẽ ngài ấy cũng chẳng có hứng thú với chuyện này lắm đâu. Ngọc Tiểu Long lắc đầu, bất đắc dĩ đáp lại. Từ Ngạo Tuyết khá thất vọng với câu trả lời này, cô ta nói, nếu có thể nhận được khoản đầu tư của ngài Bogdanov, vậy thì dự án xây dựng cảng nước sâu nhất định sẽ không tuột khỏi tay mình đâu. Ngọc Tiểu Long nói, tớ tìm người mời Shevchenko tới đây giúp cậu thật ra cũng coi như đủ rồi, chỉ cần Bogdanov không bị đối thủ nào khác lôi kéo, vậy thì mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ. Từ Ngạo Tuyết nói, mình chỉ e rằng tỉnh Đông Hải đưa ra lợi ích quá lớn đối với dự án xây dựng này sẽ hấp dẫn nhiều đối thủ khác có năng lực, cũng không biết bọn họ sẽ mang tới đây những nguồn đầu tư lớn ra sao. Nếu như có Bogdanov đứng về phe chúng ta, vậy thì chúng ta cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Tớ muốn đạt được dự án này, không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Ngọc Tiểu Long cười bảo, cậu lo lắng cũng không phải không có lý. Nhưng có điều tớ vẫn cảm thấy cậu đừng nên nghĩ nhiều như vậy thì hơn. Tuy rằng Từ Ngạo Tuyết không cam lòng, nhưng cô ta cũng không thể làm gì khác, tới cả Ngọc Tiểu Long cũng không thể thuyết phục được Bogdanov, vậy thì cô ta cũng chỉ có thể làm thinh. Tin tức Bogdanov có mặt ở dần dần lan ra khắp thành phố Trung Hải, có rất nhiều người biết đến. Chỉ trong một thời gian ngắn, người tới tận cửa để thăm hỏi, nịnh bợ Bogdanov nhiều đếm không xuể. Bọn họ đều muốn nhân cơ hội này để tạo mối quan hệ tốt với anh ra, nếu như có thể thuyết phục cậu ta đầu tư cho mình thực hiện xây dựng thì càng tốt. Nếu được như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể nắm chắc dự án xây dựng cảng nước sâu chủ chốt của tỉnh Đông Hải. Dự án này là của chính phủ, giá trị còn lên đến 70 tỷ nhân dân tệ, ai mà không muốn cướp lấy miếng mồi ngon này chứ? Ivanov, thư ký của Bogdanov đã gặp mặt hết người này đến người khác, gã ta cũng nhận được không ít lợi lộc. Chỉ riêng quà gặp mặt đã đạt giá trị hơn 10 triệu nhân dân tệ. Xem ra không có kẻ nào có khả năng thuyết phục được Bogdanov, cậu không cần lo lắng đâu. Ngọc Tiểu Long thấy tình hình như vậy cũng yên lòng trấn an Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, những người kia đều không thể tiếp cận Bogdanov thành công, cùng lắm cũng chỉ gặp được thư ký của cậu ta mà thôi. Hôm nay Dương Quan Quan vốn định ở trong nhà nghỉ ngơi cả một buổi. Nhưng cuối cùng lại bị Tề Đẳng Nhàn gọi tới. Nhà tư bản chó má, bây giờ cuối tuần, anh coi tôi là nô lệ hay sao? Dương Quan Quan cực kỳ căm phẫn, bây giờ cô ta vẫn còn đang là bệnh nhân đó. Tề Đẳng Nhàn trông thấy Dương Quan Quan có vẻ rất không tình nguyện, hắn thản nhiên nói, nếu cô không muốn làm việc phụ giúp tôi, vậy thì để tôi tự đi một mình cũng được. Khuôn mặt Dương Quan Quan tức khắc lộ ra nụ cười tươi rói. Cảm thấy cuối cùng bản thân cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái ở trong nhà. Tề Đẳng Nhàn lại bổ sung thêm, đáng tiếc, vốn đang định giới thiệu một nhân vật tai to mặt lớn cho cô biết, nếu như cô đã không có hứng thú, vậy thì quên đi. Nhân vật tai to mặt lớn nào ở? Dương Quan Quan dần tỉnh táo lại đôi phần. Một kẻ tai to mặt lớn đến từ Tuyết Quốc, tôi đang có ý định kéo cậu ta tới thành phố Trung Hải để đầu tư xây dựng xưởng,
sau đó cũng tiện một công đôi việc, nhờ cậu ta đầu tư để tập đoàn Hướng Thị giành được dự án xây dựng cảng nước sâu. Tề Đẳng Nhàn thờ ơ đáp. Dương Quan Quan tức khắc tỉnh táo lại 100%, cô ta đứng bật dậy từ sofa, bảo rằng, đừng nói nữa, tôi sẽ đi theo anh ngay lập tức. Tề Đẳng Nhàn cười như không cười, thương thế của cô vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, hay là bỏ đi, dù sao cô có đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Dương Quan Quan vội vàng nói, đi đi đi, tôi phải đi chứ, không có một thư ký khéo léo và có năng lực như tôi theo cùng, thiếu sót này thật là lớn quá đi. Nói xong lời này, Dương Quan Quan không cho Tề Đẳng Nhàn cơ hội đổi ý, lập tức lao vào trong phòng thay quần áo. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười, Dương Quan Quan này đâu chỉ là một người con gái đơn điệu và thô lỗ, cô ta cũng là một kẻ có đôi mắt tinh đời. Dương Quan Quan thay quần áo, trang điểm kỹ càng, trải chuốt tươm tất rồi mới ra khỏi nhà. Cô ta cảm thấy Tề Đẳng Nhàn quả là không tồi, hắn đối xử với cô ta khá tốt, thậm chí còn bằng lòng giới thiệu cho cô ta làm quen với một nhân vật lớn như vậy. Quả thật là như vậy, nhờ có mối quan hệ với Tề Đẳng Nhàn, ít nhất vào lúc này đây, đám người Vương Vạn Kim và Hoàng Văn Đào đều đã có chút ấn tượng với Dương Quan Quan, thậm chí còn trao đổi phương thức liên lạc với cô ta. Dương Quan Quan muốn đối đầu Dương gia, cô ta cần sự hỗ trợ của những nhân vật lớn này cùng với một bối cảnh vững chắc, Tề Đẳng Nhàn đang giúp cô ta một tay. Đương nhiên, Dương Quan Quan không thể không nhận ra thiệu ý mà Tề Đẳng Nhàn dành cho mình, trong lòng cô ta vẫn rất cảm kích hắn. Đương nhiên, chuyện đó đi một nhẽ, chẳng liên quan gì tới việc cô ta trộm mắng Tề Đẳng Nhàn là một thằng cha biến thái, cùng với việc giơ ngón giữa sau lưng hắn. Cảm kích và kính nể, đó là hai chuyện khác nhau. Tề Tổng, nhân vật lớn đến từ Tuyết Quốc mà anh định gặp ngày hôm nay rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Có phải Cổ Tân Tư Cơ hay không? Dương Quan Quan hỏi dồn dập. Tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Tuyết Phi, Bogdanov, là con trai của Cổ Tân Tư Cơ. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn Dương Quan Quan một cái, nhàn nhạt trả lời. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy người phụ nữ này quả là không có đầu óc, hắn có thể khiến bao nhiêu kẻ tai to mặt lớn phủ phục dưới chân mình, như vậy vẫn chưa chứng minh được Tề Đẳng Nhàn hắn còn đáng sợ gườm hay sao. Người phụ nữ này suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với hắn, còn thường hay nguyền rủa hắn. Khi không có ai còn mắt hắn là một kẻ biến thái háo sắc. Đi khắp nơi giao du với hết người này đến người khác không phải đang bỏ gần tìm xa hay sao? Ôm hảo đùi của Tề Đẳng Nhàn không nhanh hơn hay sao? Hai người đi một mạch đến khách sạn Thiên Địa. Có điều người tiếp đón bọn họ lại là Ivanov, thư ký của Bogdanov. Chúng tôi tới gặp Bogdanov, Tề Đẳng Nhàn nói. Tôi biết rõ các người muốn tìm ngài Bogdanov, nhưng các người nghĩ ngài ấy là ai? Người khác muốn gặp là gặp được hay sao? Ivanov thờ ơ hỏi, gã liếc mắt nhìn về một phía, nơi đó đặt đủ loại quà cáp khác nhau. Chính phủ Tuyết Quốc đã mục nát từ lâu, tham nhũng nịnh bợ cũng chẳng có gì lạ, trước việc Ivanov nhân cơ hội này để nhận hối lộ, Bogdanov cũng lười dạy dỗ gã ta. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì cũng chẳng vui vẻ được nữa, hóa ra hắn tới đây gặp Bogdanov còn phải mang lễ vật hay sao? Vậy thì hắn phải suy xét cho cẩn thận. Xem về sau có nên cắt đi đùi gà trong khẩu phần ăn của Cổ Tân Tư Cơ hay không? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt tiếp lời, anh mau đi thông báo với Bogdanov đi, cứ nói tôi là. Tề Đẳng Nhàn nói còn chưa kịp nói hết câu, Ivanov đã phất mạnh tay, lớn tiếng ngắt lời hắn. Tôi quan tâm cậu là ai chắc, ngài Bogdanov bây giờ không rảnh, không muốn gặp bất cứ người nào. Một chút quà mọn cũng không biết mang theo. Thứ quỷ nghèo keo kiệt như cậu cũng muốn gặp ngài Bogdanov hay sao? Cậu cảm thấy cậu có xứng được gặp ngài ấy không? Ivanov cười lạnh, không hề cho Tề Đẳng Nhàn cơ hội để lại tên họ. Sau khi nghe được lời này, Tề Đẳng Nhàn không kìm lòng được mà nhướng mày. Dương Quan Quan nghe xong cũng trở nên nóng nảy, cả giận mắng, anh nói chuyện kiểu gì vậy hả? Chú ý thái độ của anh đó. Cô ta tốt xấu gì cũng là du học sinh tốt nghiệp bằng cao. Không phải lo về vấn đề ngoại ngữ, lại còn tinh thông 4 thứ tiếng khác nhau, là nhân tài hiếm có khó tìm. Đây là ai vậy? Đúng là hạng có mắt như mù, tới gặp ngài Bogdanov mà không biết mang tới chút quà cáp sao? Đương nhiên là có chứ, tôi đã mang theo một chiếc Patek Philippe trị giá hơn 800.000 nhân dân tệ, xin thư ký Ivanov thông báo giúp tôi mấy câu với. Tên đần độn này, tới đây tay không mà cũng muốn tới gặp ngài Bogdanov hay sao? Đùa cái gì vậy chứ?
Mọi người nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan đang lời qua tiếng lại với Ivanov đều tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lại tỏ vẻ cực kỳ khinh thường. Ivanov khoanh tay, gã cười lạnh, tôi cứ nói như vậy đấy, làm sao sao? Cậu có ý kiến gì sao? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh đáp lại, nếu như anh nhất quyết không nói, vậy thì tốt nhất nên chui vào bụng mẹ mà học lại cách cư xử đi. Nếu như anh có ý đồ xấu xa, tôi cũng không ngại đưa anh đi đầu thai lại đâu. Hừ, đúng mà một tên điên mà, tới cả thư ký của ngài Bogdanov mà cũng dám trêu chọc, không muốn sống nữa sao? Bây giờ chúng ta tỉnh Đông Hải đang muốn kêu gọi đầu tư từ các nguồn bên ngoài, ngài Bogdanov là một nguồn tài nguyên dồi dào hiếm có, nếu như ngài ấy giận cá chém thất vì chuyện này, vậy thì lãnh đạo sẽ xé xác tên đó ra cho mà xem. Đúng vậy, ngài Bogdanov chính là doanh nhân hàng đầu Tuyết Quốc, với tình hình trước mắt, ai dám đắc tội ngài ấy chứ? Chúng ta còn phải mời ngài ấy đầu tư cho nước chúng ta đó. Mọi người nghe Tề Đẳng Nhàn nói xong đều ngao ngán lắc đầu, bọn họ cảm thấy hắn không biết tốt xấu, dám ngang nhiên nói chuyện với Ivanov bằng thái độ như vậy. Ngộ nhỡ hắn làm phật lòng Bogdanov, vậy thì bọn họ sẽ mất nhiều hơn được. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa, ngài Bogdanov cũng sẽ không bằng lòng gặp các người đâu. Ivanov nói, anh chỉ là một thư ký. Không thể đại diện cho Bogdanov được đâu, tôi khuyên anh thức thời một chút, tốt nhất nên đi thông báo một lần đi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh đáp. Ivanov nhìn Dương Quan Quan bằng ánh mắt sâu xa, gã nói, muốn tôi thông báo, vậy cậu mau lấy quả gặp mặt ra đây. Mặt Tề Đẳng Nhàn tối sầm lại, nếu không phải niệm tình người ta lặn lội từ Tuyết Quốc xa xôi tới đây giúp mình một tay, hắn đã ấn tên Ivanov này lên sàn mà đánh cho một trận như tử rồi. Quả thật tôi chỉ là một thư ký. Nhưng tôi là thư ký của ngài Bogdanov. So với loại rác rưởi như cậu, tôi đáng kính hơn gấp trăm ngàn lần. Ivanov vô cùng kiêu ngạo. Một lúc lâu sau, Ivanov duỗi tay chỉ về phía Dương Quan Quan, nhàn nhạt nói, người phụ nữ này, đêm nay hầu hạ tôi đi, nếu vậy tôi sẽ thông báo giúp các người một tiếng. Khuôn mặt Dương Quan Quan nhanh chóng đỏ như trái gấc, giận không thể nào chịu được. Về nhà mà bảo mẹ anh hầu hạ anh, cái loại bại não này. Dương Quan Quan lập tức chửi bới. Cô ta chịu đủ rồi, chỉ cần trông thấy cô ta, đám đàn ông này không có lấy một kẻ nào bình thường một chút, chỉ biết há mồm ngậm miệng bảo cô ta hầu hạ, thật là ghê tởm chết đi được. Ivanov bị Dương Quan Quan mắng cho một câu, sắc mặt cũng trở nên không vui, gã nói, cô như vậy là không biết điều đó. Tôi chính là thư ký của ngài Bogdanov, có thể hầu hạ tôi chính là phúc phần do tổ tiên tám đời nhà cô để lại đó. Làm người đàn bà của tôi, sau này trở về Tuyết Quốc cùng với tôi, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Đừng có không biết tốt xấu như vậy. Dương Quan Quan giận tới nỗi đỉnh đầu bốc hỏa tới nơi, phúc phần do tổ tiên tám đời để lại cái gì chứ? Tên đàn ông Tuyết Quốc trước mắt này cô ta vừa nhìn đã căm ghét, chỉ cảm thấy buồn nôn, ghê tởm. Hành vi này của anh gọi là chó cậy thế thủ có phải không? Dương Quan Quan cười lạnh. Ivanov nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, gã nói, bây giờ cơ hội đã được phơi ra trước mắt rồi, để cho tôi hưởng thụ hương đàn bà của cậu, tôi sẽ cho cậu gặp ngài Bogdanov. Chết tiệt, nếu sớm biết thư ký Ivanov thích kiểu như vậy, tôi đã đưa mấy cô gái đẹp tới đây rồi. Tên nhóc này, đây chính là phúc phần của cậu đó, còn không mau cảm ơn ngài Ivanov đi. Đúng vậy, cậu không biết đâu, chúng tôi tặng nhiều quà như vậy nhưng vẫn chưa được trông thấy ngài Bogdanov đâu đó. Còn cậu chỉ cần từ bỏ một người đã bà thôi đã được gặp ngài Bogdanov rồi, đúng là lời quá đi mà. Tới khi gặp được ngài Bogdanov, nhất định cậu sẽ một bước lên trời, đến lúc đó loại đàn bà thế nào mà không tìm được cơ chứ. Mọi người nghe được lời này của Ivanov thì đều cảm thấy Tề Đẳng Nhàn vô cùng may mắn, chỉ cần dâng lên một người phụ nữ đã có thể gặp được Bogdanov rồi, đúng là hời cho hắn. Nếu như cơ hội này tới được tay bọn họ, chỉ cần có thể nhìn thấy Bogdanov. Bọn họ còn hận không thể dâng cả người vợ mà mình đã cưới hỏi đàng hoàng cho gã. Nếu như kẻ đứng cùng mình là người khác, vậy thì sau khi nghe được lời này, Dương Quan Quan sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng cô ta biết, Tề Đẳng Nhàn nhất định sẽ không làm như vậy. Không sai, tên nhóc con này, sao cậu còn chưa cảm ơn ngài Ivanov đi hả? Tôi đã cho cậu một cơ hội tốt như vậy, cậu nên cảm thấy biết ơn tôi mới phải chứ? Ivanov cao giọng đắc ý. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, tiến một bước, đi tới trước mặt Ivanov. Ivanov thấy hắn khí thế ngút trời, như vậy bèn nhíu mày,
lạnh lùng quát, sao vậy hả? Không biết thức thời có phải không? Cậu biết tôi là thư ký của ai, cũng biết thân phận và địa vị của ngài Bogdanov ra sao rồi đó. Cậu dám động đến tôi sao? Cậu cứ thử động đến xem, tôi sẽ khiến cho Hoa Quốc các người không còn một manh chiếu mà đắp. Người có thân phận như Bogdanov không chỉ đơn giản là một thương nhân bình thường, mà còn là nhân vật lớn có sức ảnh hưởng khắp các nước. Nếu như người của Hoa Quốc thật sự đánh thư ký của cậu ta, chỉ e bọn họ sẽ phải chịu tai họa lớn. Dẫu sao thì Bogdanov chỉ cần phẩy tay thôi cũng có thể chi ra một khoản ngân sách khổng lồ, cho dù là chính phủ của quốc gia nào cũng sẽ hết mực hoan nghênh và chào đón anh ra. Huỵch, Tề Đẳng Nhàn túm lấy tóc của Ivanov, bất thình lình kéo mạnh đầu gã xuống đất, đồng thời giương đầu gối bên phải lên. Đầu của Ivanov va thật mạnh vào đầu gối của Tề Đẳng Nhàn, nơi sống mũi phát ra tiếng răng rắc giòn tan, bị đánh cho gãy nát. A! À, Tề Đẳng Nhàn vừa lơi lỏng tay, Ivanov liền đã ôm lấy mặt mình mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể lập tức lăn qua lộn lại trên mặt đất. Khuôn mặt gã toàn là máu, đau tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tại sao anh lại cảm thấy tôi không dám động vào anh, dựa vào cái gì chứ? Ngay lúc này đây, tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều không nhịn được mà hít vào một hơi, nghẹn họng mà trố mắt ra nhìn. Hắn chết chắc rồi, còn dám động Ivanov. Cho dù Ngọc Hoàng có tới đây cũng chẳng cứu được hắn. Ai mà chẳng biết ngài Bogdanov chính là nhân vật lớn mà lãnh đạo tỉnh chúng ta hết lòng hoan nghênh, hắn đánh thư ký của ngài ấy thì làm gì còn đường sống nữa chứ? Ông trời muốn mưa, cha mẹ muốn gả con, kẻ ngu muốn tìm cái chết, các người cũng chẳng quản được. Ivanov phẫn nộ gầm lên một tiếng, dùng tiếng bản địa của Tuyết Quốc mà quát lớn, Saika Bliat, một tao nhất định phải khiến mày chết không có chỗ chôn. Một Suka Blat, một câu chửi thề của người Nga, nguyên văn tiếng Trung là Suka Bulai, nghĩa đại khái là đồ chó chết. Suka Blat, Tề Đẳng Nhàn cúi thấp người xuống, hắn túm cổ áo của Ivanov lên, sau đó nhấc gã ta lên từ trên mặt đất. Cả cơ thể Ivanov chẳng khác nào con bù nhìn, để mặc hắn muốn kéo thế nào thì kéo, xương sống mũi vặn vẹo, lỗ mũi hãy còn đang đổ máu ào ào. Mày nghĩ mày to lắm đúng không? Tề Đẳng Nhàn giơ một bàn tay vỗ lên mặt Ivanov, đánh cho gã đần cả người. Mọi người được chứng kiến cảnh này đều cảm thấy mặt mình cũng hơi tê, chẳng lẽ tên này không biết việc hắn đang làm có thể để lại hậu quả lớn như thế nào hay sao? Đánh gãy cả xương mũi của Ivanov thì cùng thôi đi, bây giờ còn dám đánh cho người ta sưng cả miệng hay sao? Mọi người đều từng gặp kẻ ngang tàng, nhưng chưa ai gặp người nào ngang tàng như vậy, thật đúng là chơi đùa với sinh mạng của mình mà. Thích chơi đàn bà có đúng không? Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên vả thêm một phát nữa. Ivanov kêu rên một tiếng, đau đến nỗi không nói thành lời, máu tươi rỏ xuống từ khóe miệng. Tề Đẳng Nhàn xách cổ áo của Ivanov, hắn nói, sao mày lại Suka Blat thế cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn, anh mau dừng tay lại, anh có biết người kia là ai không hả? Ngay vào lúc này, một người phụ nữ bước vội về phía này, vừa hay trông thấy cảnh tượng này. Cô ta sợ tới mức da đầu tê dần dần. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy tiếng gọi này thì ngẩn cả người, người vừa mới tới chính là Kiều Thu Mộng. Không phải chỉ là một thư ký nhỏ nhoi thôi sao? Tôi đánh tên này thì sao chứ? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên hỏi. Thư ký nhỏ nhoi, Kiều Thu Mộng suýt chút nữa đã lăn đùng ra ngất ngay tại chỗ, ong hết cả đầu. Kiều Thu Mộng gằn giọng, tôi biết anh bây giờ đã khác xưa, cũng là kẻ có tiền. Có thể chi ra 10 tỷ USD để giúp Hướng Đông Tinh lo liệu việc tập đoàn. Nhưng người mà anh đánh, chính là thư ký của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Phi Tuyết. Anh đánh ông ta ra nông nỗi này, Bogdanov sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Nếu như ngài ấy khiếu nại với phía chính phủ Hoa Quốc, vậy thì anh cứ chờ mà ở tù dục xương đi. Kiều Thu Mộng hiểu rõ việc đánh người của Bogdanov sẽ có kết cục như thế nào. Một khi đã bị Bogdanov làm khó, cho dù có là ông trời cũng khó mà chịu được. Bogdanov dù sao cũng là con trai của trùm sò của Tuyết Quốc, tuy rằng tên trùm sò này đang vướng phải mâu thuẫn lớn với chính phủ bên ấy, nhưng ông ta có quyền thế, tiền bạc, thậm chí còn khống chế được nền kinh tế của Tuyết Quốc. Nếu như Bogdanov mượn cơ hội này để làm khó dễ, thông qua chính phủ Tuyết Quốc để tạo áp lực cho Hoa Quốc, vậy thì dù Tề Đẳng Nhàn có ô dù vững chắc đến đâu cũng không khỏi cảnh tai ương. Ivanov cười thảm một tiếng, gã nói với Tề Đẳng Nhàn, cô ta nói không sai, mày chết chắc rồi. Khuôn mặt Dương Quan Quan cũng tái nhợt, cô
Cô ta cũng không ngờ mọi chuyện sẽ loạn đến nước này, Tề Đẳng Nhàn cũng đã đánh tới nỗi cha mẹ người ta nhận không ra. Chết chắc rồi đúng không? Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên, lại vả thêm một phát vào miệng Ivanov, khiến cho răng lợi gã cũng bắt đầu bật máu. Cậu ta chính là Tề Đẳng Nhàn của tập đoàn Hướng Thị kia đó, nghe nói đã đầu tư cho tập đoàn này 10 tỷ đô la Mỹ. 10 tỷ đô la Mỹ quả đúng là không ít, cũng rất có thực lực. Có điều đắc tội với Bogdanov, có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Đúng vậy, ở Tuyết Quốc, cho dù là thân phận hay địa vị, Bogdanov luôn là kẻ đứng đầu, nếu như ngài ấy ép buộc chính phủ Tuyết Quốc gây sức ép tới Hoa Quốc chúng ta, vậy thì không ai có thể giữ được tên này nữa. Mọi người thấy hắn cực kỳ điên rồ, thậm chí còn cho Ivanov thêm một bạt tai, đều không kìm lòng được mà lắc đầu ngao ngán. Kiều Thu Mộng cười khổ, anh có thể nghe tôi khuyên một câu được không? Anh cứ một hai phải làm theo ý mình như vậy, kết cục của anh sẽ thảm lắm đó. Tề Đẳng Nhàn đáp lại, khi trước không phải cô cũng chẳng chịu nghe tôi khuyên lấy một câu sao? Kiều Thu Mộng bị mấy lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho mặt đỏ tai hồng, nhất thời không biết phản bác ra sao. Dương Quan Quan vội vàng hòa giải, Mộng Mộng, cậu đừng có nóng, con người anh ta vốn là như vậy, làm chuyện gì cũng chẳng dùng tới đầu óc, đúng là đáng giận. Kiều Thu Mộng nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái thật sâu, sau đó không nói thêm lời nào nữa, chuyện đã đến nước này, còn có gì để nói nữa cơ chứ? Cạch! Đúng vào lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Bogdanov đi ra từ trong phòng, vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn thấy tình cảnh bên ngoài phòng, sắc mặt cậu ta trở nên càng đáng sợ hơn. Ngài Bogdanov, Ivanov khó khăn hô lên một tiếng. Tề Đẳng Nhàn trông thấy người muốn gặp liền tiện tay ném Ivanov xuống. Toàn thân gã bị ném lên nền đất, tạo ra một tiếng phịch khiến mọi người ở đây đều kinh hồn khiếp vía. Trông thấy Bogdanov rời khỏi phòng khách sạn, mọi người đồng loạt nín thở, ai nấy đều vô cùng căng thẳng, không biết cậu ta sẽ dùng cách gì để trừng trị tên Tề Đẳng Nhàn này. Bogdanov dùng ánh mắt vô cảm nhìn Ivanov, khắp mặt gã toàn là máu, cậu ta lãnh đạm bảo, ngu xuẩn, không phải tôi đã nói với anh từ trước rồi hay sao, làm người đừng quá tham lam, bằng không sẽ rước họa vào thân đó. Lời này vừa dứt, mọi người ở đây đều ngẩn tò te. Nghe thấy lời này của Bogdanov, khuôn mặt Ivanov lập tức trắng bệch, vội vàng hạ giọng thưa thốt, thưa vâng, lời ngài dạy quả là chí phải. Nhưng có điều, cho dù anh ta có tham lam đi nữa thì cũng là thư ký của tôi. Bogdanov nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn mà nói tiếp. Cậu là Bogdanov sao? Tề Đẳng Nhàn nhìn cậu ta một cái, tôi là. Bogdanov lại xua tay ngắt lời hắn nói rằng, tôi mặc kệ anh là ai, nếu anh đã đánh người của tôi, vậy thì cần phải cho tôi một lời giải thích. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người một lúc, sau đó lại mỉm cười. Thật ra hắn cũng không ngại giáo huấn đứa con trai này giúp Cổ Tân Tư Cơ. Những ai không có liên can mau rời đi giúp cho, tôi cần xử lý một chút chuyện. Bogdanov đưa mắt nhìn đám người đang hóng hớt xung quanh, hờ hững nói. Đám người vây xung quanh hóng chuyện tức khắc tản ra, không dám chậm trễ dù chỉ một giây, bọn sợ Bogdanov giận cá chém thớt, chút giận lên người bọn họ. Chỉ có mỗi Kiều Mộng Thu không rời đi, cô ta khó khăn lắm mới dám mở miệng nói, thưa ngài Bogdanov, xin ngài xử lý việc này một cách công bằng, liêm chính, đừng làm ra những chuyện không phù hợp với thân phận và địa vị tôn quý của ngài. Bogdanov nhìn thoáng qua, bình tĩnh đáp, cô rất có dũng khí, dám nói chuyện với tôi như vậy. Nhưng Bogdanov, tôi đây muốn xử lý việc này như thế nào, còn cần một người phụ nữ Hoa Quốc khoa tay múa chân dạy bảo hay sao? Hay ý của cô là, cô cũng muốn đứng về phía người đàn ông này, muốn hứng lửa giận của tôi cùng với anh ta hay sao? Sắc mặt Kiều Thu Mộng tái nhợt, không dám nói thêm một câu nào nữa, trước lời chất vấn của một nhân vật tai to mặt lớn như vậy. Cô ta cảm thấy bản thân khó mà hít thở bình thường được. Dương Quan Quan ngẩn cả người, không phải Tề Đẳng Nhàn có quen biết với Cổ Tân Tư Cơ hay sao, vậy tại sao con trai của Cổ Tân Tư Cơ lại dám hung hăng trước mặt hắn như vậy? Hay là, Tề Đẳng Nhàn nói hắn có quen biết với Cổ Tân Tư Cơ, chỉ đơn giản là khoác lác thôi? Kiều Thu Mộng bất đắc dĩ nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, ý của cô ta rất rõ ràng, rằng anh đã làm ra chuyện lớn như vậy rồi, bây giờ định giải quyết như thế nào đây? Tề Tổng, không phải anh quen Cổ Tân Tư Cơ sao? Sao con của ông ấy lại dám làm mưa làm gió trước mặt anh như vậy? Dương Quan Quan không nhịn được mà quay qua chất vấn Tề Đẳng Nhàn. Ivanov bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, có quen biến với ngài Cổ Tân Tư Cơ.
Giỡn kiểu gì vậy chứ? Với dáng vẻ của tên này hay sao? Sao không tiểu một bãi rồi tự soi lại mình xem? Thật đúng là cái gì cũng nói ra được mà. Vẻ mặt Bogdanov bỗng khựng lại, cậu ta tỏ vẻ khiếp sợ, ngài. Là ngài Tề sao? Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười, hắn bảo, chẳng phải khi nãy cậu nói không muốn biết tôi là ai đó sao? Bây giờ hỏi tôi chuyện này làm gì? Vẻ mặt Bogdanov trở nên ngại ngùng, Cổ Tân Tư Cơ để cho cậu ta đến Trung Hải vốn là để nghe Tề Đẳng Nhàn phân phó. Ivanov ở một bên sợ tới mức mặt mày tái mét. Đương nhiên anh ta chính là Tề tiên sinh mà cậu đang chờ, cũng chính là anh ta đã liên lạc với bố cậu Cổ Tân Tư Cơ. Dương Quan Quan bên cạnh lên tiếng, phá vỡ tình hình bế tắc. Kiều Thu Mộng nghe xong những lời này của Dương Quan Quan, trong đầu lại cảm thấy mơ hồ, người như Tề Đẳng Nhàn này lại có thể giao thiệp với một tên đầu sỏ Tuyết Quốc như Cổ Tân Tư Cơ. Hơn nữa Bogdanov đặc biệt tới thành phố Trung Hải là vì Tề Đẳng Nhàn. Bogdanov cuống quýt vươn hai tay hướng về phía Tề Đẳng Nhàn lúng túng cười, Tề tiên sinh, thật sự xin lỗi ngài, lúc trước không biết là ngài, xin đừng trách tội. Bogdanov đương nhiên không thể bất kính với Tề Đẳng Nhàn được, hiện Cổ Tân Tư Cơ còn đang ở trong nhà tù Udo, hết thảy đều dựa vào sự chiếu cố của Tề Đẳng Nhàn, nếu không đã bị Ủy ban An ninh Quốc gia giết chết bất cứ lúc nào. Một khi Cổ Tân Tư Cơ mà chết, chính phủ Tuyết Quốc sẽ không kiêng dè gì mà xử lý tập đoàn quốc tế Phi Tuyết. Đến lúc đó tất cả những gì mà Bogdanov anh ta gây dựng đều sẽ tan thành mây khói. Tề Đẳng Nhàn cũng không lấy làm lạ, tiện vươn tay ra bắt với Bogdanov, người không biết không có tội, chỉ là thư ký này của cậu ấy mà, hừm. Sau khi Bogdanov bắt tay Tề Đẳng Nhàn xong, xoay người đạp một cước vào người Ivanov, đá cho gã ta lảo đảo ngã xuống đất. Cái tên không có mắt này, không phải tôi đã dặn cậu nếu có tiên sinh họ Tề tới tìm thì nhất định phải dẫn người vào sao? Bogdanov tức giận chửi bới. Tôi không biết, Ivanov lắp bắp nói, bị anh ta dọa sợ. Tề Đẳng Nhàn cười nửa miệng, vị Ivanov tiên sinh này chỉ lo thu quà của người khác, làm sao mà nhớ rõ lời Bogdanov cậu được. Sắc mặt Bogdanov tối đen lại, trầm giọng, lập tức quỳ xuống xin lỗi Tề tiên sinh. Nếu như Tề tiên sinh không muốn tha thứ cho cậu thì cậu cũng không cần trở về Tuyết Quốc nữa. Ivanov không nói hai lời. Trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn, khóc lóc nói, Tề tiên sinh, tôi biết sai rồi, ngài muốn trừng phạt kiểu gì tôi cũng đều tiếp nhận, chỉ xin ngài tha thứ cho. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn không chút thay đổi nói, dựa vào cái gì để tôi tha thứ cho cậu đây? Cả người Ivanov cứng đờ, giết đi, nếu cứ giữ loại thư ký này ở lại bên người kiểu gì cũng gặp họa. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Lời nói của Tề tiên sinh rất có đạo lý. Khóe miệng Bogdanov giật giật. Anh ta phất tay liền có một thủ hạ đi ra. Ivanov sợ tới mức nước mắt chảy ròng ròng, cả người run rẩy. Vừa nãy kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ khó coi bấy nhiêu. Kiều Thu Mộng chứng kiến một màn này, trong lòng càng thêm khiếp sợ, chỉ cần một câu nói của Tề Đẳng Nhàn là có thể khiến Bogdanov hạ lệnh xử chết thư ký của mình. Ivanov trực tiếp bị thủ hạ của Bogdanov kéo đi, gã ta kêu lên từng đợt thảm thiết, khiến người nghe cũng cảm thấy hãi hùng. Tề Đẳng Nhàn cũng lười quan tâm rằng liệu Bogdanov có thật sự sẽ giết Ivanov hay không, dù sao thì loại rác rưởi này là có chết hay sống cũng chẳng liên quan gì tới hắn nữa. Vị này chắc hẳn là phu nhân của Tề tiên sinh, thật sự là vừa trẻ tuổi mà khí chất lại tao nhã, thật khiến người khác ghen tị đấy. Bogdanov khách sáo vươn tay về phía Dương Quan Quan. Dương Quan Quan ngẩn người, vươn tay ra giải thích tôi không phải. Bogdanov quay đầu lại nói với Kiều Thu Mộng. Cô chắc là thuộc hạ của Tề tiên sinh, cô thật sự rất giỏi đấy, dám nói ra để bênh vực lẽ phải mà không hề chùn bước, tôi rất kính trọng cô. Kiều Thu Mộng không nói gì, sắc mặt khó coi. Dương Quan Quan bị Bogdanov nhầm là phu nhân của Tề Đẳng Nhàn, Kiều Thu Mộng là vợ cũng bị nhầm thành cấp dưới, chuyện này thật khiến người ta dở khóc dở cười. Được rồi Bogdanov tiên sinh, cậu bớt nói nhảm đi, Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, khoát tay áo. Được, xin ngài phân phó. Khi Bogdanov đối mặt với Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt cậu ta tươi cười giống như một người khác vậy. Cũng chịu thôi, mạng của Cổ Tân Tư Cơ đều phải dựa vào Tề Đẳng Nhàn cả, phận làm con trai như anh ta còn có thể làm gì khác được. Tề Đẳng Nhàn nói, để cậu đến Hoa Quốc là ý của tôi, gần đây tỉnh Đông Hải chúng ta đang thu hút đầu tư, tài nguyên chủ yếu là nhằm vào thương nhân nước ngoài. Hơn nữa vì việc này mà chính quyền tỉnh cũng lấy ra cổ tức trị giá 70 tỷ từ dự án xây dựng cảng nước sâu Đông Hải.
Ai có được nguồn vốn đầu tư nước ngoài tốt thì càng có thể được phân chia nhiều lợi ích lớn trong dự án này. Bogdanov nghiêm túc lắng nghe, vẻ mặt cung kính. Kiều Thu Mộng ở bên cạnh thấy thế thì tâm tình càng thêm phức tạp. Nhớ khi Tề Đẳng Nhàn ở nhà họ Kiều, dường như tất cả mọi người đều châm chọc mỉa mai hắn, không thì cũng lạnh mặt chẳng để tâm. Nhưng bây giờ hắn lại có thể khiến cho con trai của đầu sỏ Tuyết Quốc lễ phép trước mặt mình, hơn nữa còn rất tự nhiên bàn luận về dự án cảng nước sâu trị giá 70 tỷ mà chính quyền tỉnh đang nắm giữ. Người như vậy mà năm đó cô ta lại ly hôn. Cô ta nói sẽ không hối hận nhưng hiện tại trong lòng lại bắt đầu nảy ra một chút gì đó tiếc nuối. Hồi đó cô ta là người hâm mộ chính quyền, định kiến có sẵn trong lòng cũng quá cứng nhắc, nếu không thì làm sao lại có được cái ý nghĩ ngu xuẩn như vậy. Nếu như khi đó dùng tính nét bình thản một chút để đối xử với Tề Đẳng Nhàn, hai người cũng không đi đến bước đường như thế này. Lão Tổng thần bí chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ bong bóng. Tề tiên sinh, chuyện này không thành vấn đề, tập đoàn quốc tế Phi Tuyết của chúng tôi rất sẵn lòng mở ra thị trường mới ở Hoa Quốc. Bogdanov cười nói, là thương nhân, anh ta cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nhờ cách này mà tập đoàn nhà anh ta có thể tiến vào thị trường Hoa Quốc, có thể dính líu chút quan hệ với chính phủ Hoa Quốc, đến lúc đó từ từ gia tăng ảnh hưởng thì chắc chắc sẽ có thêm thuận tiện để đàm phán với chính phủ Tuyết Quốc, lợi nhuận thu được sẽ càng gấp bội so với bây giờ. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, nói, được rồi vậy cứ như vậy đi, trong đại hội thu hút đầu tư buổi chiều này cậu nhớ lộ mặt. Nhớ kỹ người giới thiệu là tập đoàn Hướng Thị. Hạng mục này nhất định phải rơi vào tay tập đoàn Hướng Thị. Bogdanov lập tức đáp ứng, Tề tiên sinh yên tâm, tôi đã nhớ rõ. Trong lòng Bogdanov thấy có chút không đúng lắm, vốn còn tưởng hắn muốn dặn dò điều gì quan trọng, ai ngờ chỉ là một dự án trị giá 70 tỷ mà thôi. Người làm ăn chân chính của Hoa Quốc đương nhiên không thể nào so sánh được với đầu sỏ của Tuyết Quốc, bọn họ chỉ cần tiện tay tạo ra một trận lạm phát ở Tuyết Quốc. Vài phút là có thể móc sạch ví tiền của toàn bộ nhân dân Tuyết Quốc rồi, làm vậy không phải nhanh hơn làm ăn chân chính nhiều sao. Loại thương nhân như Cổ Tân Tư Cơ còn được gọi là đầu sỏ, bọn họ đã sớm không còn để tâm đến những việc làm ăn đàng hoàng này. Động một chút là có thể đảo lộn cả nền thị trường tiền tệ quốc tế, hoặc trực tiếp lấy tiền từ trong túi của chính phủ, đối với bọn họ mà nói thì những việc làm ăn chân chính kia chỉ là lợi ích nhỏ mà thôi. Tề tiên sinh có muốn vào ngồi một chút không? Bogdanov khách sáo nói, không cần đâu, chúng tôi đi trước, buổi chiều gặp lại tại đại hội thu hút đầu tư. Tề Đẳng Nhàn nói, Bogdanov lịch sự đưa người đến cửa thang máy xong mới quay lại phòng. Cô xem, không cần phải lo lắng gì nữa, chuyện này không phải cứ vậy là xong rồi sao? Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn về phía Kiều Thu Mộng, buông tay cười. Kiều Thu Mộng trực tiếp bị những lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho không thốt nên lời. Cô ta không biết nên nói cái gì, cũng không nghĩ tới sự lo lắng của mình lại là dư thừa. Một nhân vật lớn như Bogdanov đối diện với Tề Đẳng Nhàn lại hết sức nghe lời, quả thực không thể nào có thể tưởng tượng nổi chuyện này. Dương Quan Quan cảm thấy tình hình ba người họ ở trong thang máy vô cùng ngại ngùng, dù sao thì vừa rồi Bogdanov đã nhầm lẫn cô ta là phu nhân của Tề Đẳng Nhàn, còn nhầm Kiều Thu Mộng thành cấp dưới của hắn. Loại chuyện này đúng là ngại ngùng mà. Xem ra sự lo lắng của tôi là không cần thiết, anh thật sự rất lợi hại. Kiều Thu Mộng thở dài với Tề Đẳng Nhàn. Không sao, cô cũng là có ý tốt mới làm vậy. Tề Đẳng Nhàn cười, nói. Hắn lại hỏi, ồ, nhân tiện hỏi thăm, dự án gần đây của cô tiến triển tốt chứ? Nếu có bất kỳ khó khăn nào cứ gọi tôi sẽ giúp cô. Hắn dùng giọng điệu thoải mái và bình tĩnh như vậy, ngược lại càng khiến trong lòng Kiều Thu Mộng cảm thấy khó chịu hơn. Bởi vậy mới nói, tình cảm đúng là phức tạp. Khi một người không thể buông bỏ chuyện cũ thường sẽ không thể nào gặp mặt, nhưng một khi đã có thể dễ dàng đối mặt, thậm chí lại còn chào hỏi lẫn nhau, thì phần lớn đều đã buông bỏ được quá khứ. Tôi phải cảm ơn anh, nếu như không phải được anh giúp đỡ thì tập đoàn Kiều Thị đã không có được sự phát triển như ngày hôm nay. Hôm nào rảnh tôi mời anh ăn tối. Kiều Thu Mộng nói. Không thành vấn đề. Tề Đẳng Nhàn gật đầu. Vẻ mặt rất thản nhiên. Sau khi rời khỏi thang máy, Kiều Thu Mộng vẫy tay tạm biệt hai người họ, nói là có chuyện quan trọng phải xử lý. Thật ra chuyện có quan trọng hay không chỉ có bản thân cô ta mới rõ. Dương Quan Quan nói, không ngờ sau khi ly hôn hai người lại có thể dùng thái độ thản nhiên như vậy mà cư xử, đúng là không dễ dàng gì.
Tề Đẳng Nhàn liền đáp, cô ấy không có tình cảm trai gái, còn tôi chỉ có một chút, nhưng nhiều hơn cả vẫn là biết ơn. Dù sao ngày trước lúc bị đuổi khỏi đế đô cũng là do nhà bọn họ thu nhận, cô ấy cũng làm bạn với tôi một khoảng thời gian. Dương Quan Quan liền nói, đúng là dây dưa xoắn suýt. Nếu như làm bạn bè có lẽ quan hệ của hai người sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không có loại cảm giác khó tả như này. Nếu cô ấy không xinh đẹp như vậy thì tôi cũng thấy thế. Tề Đẳng Nhàn nói. Cái gì? Dương Quan Quan không khỏi khiếp sợ, ngạc nhiên nhìn Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cười, hắn không nói nữa, câu tất cả anh đều muốn kia của hắn cũng không phải là nói giỡn với Lý Vân Uyển mà chính là tiếng nói thật sự xuất phát từ nội tâm. Dương Quan Quan và Kiều Thu Mộng đều nhận được một tấm danh thiếp từ Bogdanov, hơn nữa còn để lại thông tin liên lạc. Kiều Thu Mộng nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có thể giao tiếp cùng nhân vật lớn như vậy, nhưng lý do khiến đối phương nhớ tới mình lại khiến cô ta cảm thấy chua xót trong lòng. Dương Quan Quan thì không có nhiều ý nghĩ phức tạp như vậy, cô ta chỉ cảm rất vô cùng phấn khích, có thể kết bạn được người như vậy thật đúng là một loại may mắn. Đúng là một gã háo sắc, một tên tư bản chó má, tất cả cặn bã của đàn ông đều tập trung trên người anh ta, sau này phải cảnh giác, tránh thật xa anh ta. Dương Quan Quan âm thầm nhắc nhở mình. Tề Đẳng Nhàn không biết mình chỉ vô ý nói một câu đã khiến cho thư ký Dương Định Nghĩa lại một phen. Vừa mới đi ra khỏi khách sạn, Tề Đẳng Nhàn cùng Dương Quan Quan liền gặp được Từ Ngạo Tuyết. Sau khi Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì không khỏi vui vẻ, hỏi thăm, yo, tin tức cũng nhanh đấy. Biết Bogdanov ở đây nên tới kéo đầu tư sao? Tề Đẳng Nhàn đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, trong miệng phát ra thanh âm chậc chậc, nhất thời không nói gì. Từ Ngạo Tuyết tức giận, ánh mắt này của anh là có ý gì? Nhìn chân cô không được hả? Tề Đẳng Nhàn hỏi ngược lại. Hắn vẫn cảm thấy Từ Ngạo Tuyết không đi làm người mẫu mà chạy tới chạy lui kinh doanh thật sự quá đáng tiếc, chân dài này so với Lý Yêu Tinh còn đòi mạng hơn nữa. Dương Quan Quan suýt nữa cười ra tiếng, nhìn chân người ta mà còn có thể nói quang minh chính đại như vậy. Từ Ngạo Tuyết mặc một chiếc quần jean bó của CK, miếng vải mềm mại kia dán sát vào da thịt càng phô ra một đôi chân thon dài cân xứng, mông thì cao cao lồi lên, ánh mắt hắn dần đi lên, dường như có thể bị văng ra bất cứ lúc nào. Đúng là ăn nói không biết suy nghĩ lại thích chơi trội, tôi đã nghe nói về anh rồi. Từ Ngạo Tuyết không tức giận nữa mà cười lạnh chế nhạo. Nghe nói gì, nghe nói Bogdanov chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy, ủng hộ tập đoàn Hướng Thị hả? Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm hỏi. Từ Ngạo Tuyết cười ha ha, nói, miệng lưỡi như này thứ hai thì không ai dám chủ nhật đâu. Lợi hại đấy. Dù chết cũng có thể nói thành sống được. Đổi trắng thay đen là chuyện thường. Rõ ràng chính anh đánh thư ký Ivanov, đắc tội đến Bogdanov, mà giờ còn ở đây tự nhiên khoác lác Bogdanov sẽ đầu tư cho Hướng Thị. Ha ha ha, đúng là chuyện cười. Tề Đẳng Nhàn nói chậc, miệng cô cũng rất sắc bén đó. Nhưng tôi chẳng nói sai cái gì, lời nào cũng là thật cả. Từ Ngạo Tuyết cảm thấy buồn cười, trong khoảng thời gian này không biết đã có bao nhiêu doanh nhân tới, mà tất cả bọn họ đều muốn lôi kéo Bogdanov đến tỉnh Đông Hải đầu tư giúp công ty mình có được quyền tham gia dự án cảng Đông Hải. Nhiều người đến như vậy mà chẳng có lấy ai thành công. Thậm chí còn có 8-90% không được nhìn mặt Bogdanov nữa là. Ngọc Tiểu Long đường đường là trung tướng của Thương hội Hắc Long của Hoa Quốc này còn chưa làm gì được Bogdanov, tên tầm thường như Tề Đẳng Nhàn mà có bản lĩnh này. Nói thật cho anh biết, dự án cảng nước sâu sẽ do tập đoàn Từ Thị chúng tôi đảm nhận. Từ Ngạo Tuyết thản nhiên nói. Tôi đã mời Shevchenko, lãnh chúa vùng cao nguyên Đông Bắc của Tuyết Quốc. Có ông ta đầu tư, hơn nữa. Anh còn đắc tội với Bogdanov. Anh cảm thấy tập đoàn Hướng Thị còn có cơ hội với dự án cảng nước Đông Hải nữa sao? Lúc nói lời này, vẻ mặt Từ Ngạo Tuyết tràn đầy tự tin, hai chữ thắng lợi đã được viết lên trên khuôn mặt kiêu ngạo của cô ta. Tề Đẳng Nhàn cười nói, Shevchenko, người đàn ông làm giàu nhờ làm trâu làm ngựa cho cổ tân tư cơ. Cô nghĩ cô kéo ông ta đến thì sẽ có thể được chia phần dự án cảng nước Đông Hải sao? Từ Ngạo Tuyết nói, anh cứ việc mở miệng anh hùng đi, đợi đến buổi chiều ở đại hội thu hút đầu tư mới biết mình ngu ngốc cỡ nào. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, cười nói, được. Từ Ngạo Tuyết không muốn nói thêm gì nữa, cô ta gặp Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ muốn tuyên bố chiến thắng của mình rồi đùa cợt hắn một phen. Người này đã đắc tội với Bogdanov, sẽ không thể trụ được lâu dài,
đến lúc Bogdanov đưa ra kháng nghị với chính phủ Hoa Quốc nữa thì chỉ có đường chết mà thôi. Ở trong mắt cô ta, Tề Đảng Nhàn chỉ là một tên đàn ông liều lĩnh không biết tốt xấu, cũng không biết nhìn phán đoán, người nào có thể đụng vào, người nào không thể đụng vào hoàn toàn không phân biệt được. Đi thôi, tìm chỗ nghỉ ngơi một chút rồi buổi chiều tới khai mạc đại hội thu hút đầu tư. Tề Đảng Nhàn hướng về phía Dương Quan Quan nói. Vâng, Dương Quan Quan gật đầu, cùng Tề Đảng Nhàn tìm một quán Starbucks rồi yên vị, gọi hai tách cà phê cùng một ít món tráng miệng. Mông ngồi còn chưa kịp nóng, Hướng Đông Tinh đã gọi điện thoại tới tìm Tề Đảng Nhàn hỏi tội. Rõ ràng tin tức về việc hắn đã đắc tội Bogdanov đã bay đầy trời. Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tề Đảng Nhàn quay đầu, bất đắc dĩ cười với Dương Quan Quan. Anh còn cười à, ai nghe thấy anh đắc tội với người như vậy cũng cảm thấy đau đầu. Dương Quan Quan bất đắc dĩ nói. Vẫn còn sống. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh bảo tôi yên tâm, nói anh sẽ xử lý. Kết quả là anh xử lý tôi đúng không? Anh có biết người lần này đắc tội là ai không? Đó là Bogdanov đấy. Toàn bộ tập đoàn Hướng thì phải gánh trách nhiệm vì sự xúc động nhất thời của anh. Hướng Đông Tinh hùng hổ đi vào, đối mặt với Tề Đảng Nhàn liền trực tiếp hỏi tội, hiển nhiên là chuyện này đã khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Tề Đảng Nhàn cười, đáp thư ký Dương bị tên Ivanov kia quấy rối, tôi nhìn không nổi cho nên mới ra tay. Hướng Đông Tinh nghe xong liền nhíu mày, sau đó thở dài, lúc chúng ta đang yếu thế thì anh nhịn một chút, cũng không cần đến mức phải ra tay chứ. Dương Quan Quan ngẩn người, không biết Tề Đảng Nhàn phải nói vòng vo như vậy làm gì, nói thẳng sự tình cho Hướng Đông Tinh nghe không phải là xong rồi sao. Tề Đảng Nhàn nói như vậy cũng là để thăm dò tính tình Hướng Đông Tinh mà thôi, nếu như sau khi cô ta nghe hắn nói như vậy mà tỏ ra khinh thường, thậm chí giận cá chém thất Dương Quan Quan. Thì Tề Đảng Nhàn phải cân nhắc xem hắn có nên tiếp tục giúp nữa cô ta hay không. Cũng may, Hướng Đông Tinh là người giới hạn, không máu lạnh như mọi người tưởng tượng. Đùa với Hướng Tổng mà thôi, chuyện này đã giải quyết xong rồi, Bogdanov sẽ lấy danh nghĩa tập đoàn Hướng Thị để tham gia đại hội thu hút đầu tư. Tề Đảng Nhàn nói, cái gì, anh đang đùa tôi à? Hướng Đông Tinh nhíu mày, thật sự không cách nào để tin tưởng lời nói nhảm của Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn cười, nói, Bogdanov là con trai của Cổ Tân Tư Cơ, 50 tỷ vàng của tôi đều là lấy từ chỗ của Cổ Tân Tư Cơ, cô cảm thấy tôi đánh một thư ký nhỏ sẽ thành chuyện lớn được sao? Sau khi nghe xong Hướng Đông Tinh đang sửng sốt liền cảm thấy yên tâm, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn Tề Đảng Nhàn, cô ta cảm thấy tên này cố ý trêu chọc mình. Dương Quan Quan sau khi nghe Tề Đảng Nhàn nói như vậy, cũng ngay lập tức mắt trợn to hai mắt mình. Ngày đó tại bữa tiệc do Từ Ngạo Tuyết tổ chức, Tề Đảng Nhàn xuất hiện trên sân khấu, tìm đến người đứng đầu ngân hàng Thủy Quốc ở Hoa Quốc, chuyển cho tập đoàn Hướng Thị 10 tỷ vàng. Cô ta cho rằng 10 tỷ vàng này đã vô cùng nhiều rồi, nhưng khi nghe Tề Đảng Nhàn nói câu này, sự việc vốn không chỉ đơn giản như vậy, không phải 10 tỷ vàng, mà là tròn 50 tỷ. Thư ký Dương, đây chính là bí mật giữa tôi và Hướng Tổng, cô nghe cũng được nhưng đừng đem đi nói lung tung ở bên ngoài. Tề Đảng Nhàn nhìn Dương Quan Quan một cái, chậm rãi nói. Dương Quan Quan ngẩn người. Nếu như cô không quản được miệng, thì để tôi giết người diệt khẩu. Tề Đảng Nhàn cười giữ tợn nói. Hướng Đông Tinh ở bên cạnh cũng nhíu mày, loại chuyện này anh cũng đừng nhắc với bất kỳ ai nữa, nếu khiến cho Từ Ngạo Tuyết cảnh giác chúng ta không kiếm được tiền nữa đâu. Trong lúc nói chuyện, cô ta cũng dùng ánh mắt trần trờ nhìn về phía Dương Quan Quan. Giống như là đang suy nghĩ chuyện giết người diệt khẩu mà Tề Đảng Nhàn đã nói. Dương Quan Quan hoảng sợ, cô ta bị hai người này làm cho sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn như suối, cuống quýt khoát tay áo, lắp bắp nói, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ nói cho bất kỳ ai. Tề Đảng Nhàn cười một tiếng, đùa với cô thôi, xem cô bị dọa thành gì rồi kìa, đúng là kinh hãi quá nhỉ. Dương Quan Quan coi như đã rõ ràng, Tề Đảng Nhàn đang cố ý gài bẫy cô ta. Vậy mà Hướng Đông Tinh còn phối hợp với hắn nữa, đúng là tư bản chó má, thật sự xấu xa. Nếu đã Bogdanov đến tỉnh Đông Hải để đầu tư xây dựng nhà máy thì tôi hoàn toàn yên tâm rằng chuyện này có thể được giải quyết. Hướng Đông Tinh an tâm ngồi xuống. Loại nhân vật cấp cao như Bogdanov không phải nói mời tới là có thể mời tới, những người còn lại muốn mời chào đầu tư nước ngoài cao cấp hơn tập đoàn Hướng Thị là chuyện không thể nào. Xá phủ Cầm Khoa rất trâu bò phải không?
Nhưng ở trước mặt Bogdanov cũng chỉ là một đàn em mà thôi, dù sao thì hiện tại người thân của anh ta đều là dựa vào cổ tân tư cơ mới có thể tích lũy được bằng ấy. Lát nữa tôi lại tới, bây giờ tiện đi xử lý công việc một chút. Hướng Đông Tinh giơ tay lên nhìn đồng hồ. Một lát nữa là bắt đầu rồi mà giờ còn đi xử lý công việc gì nữa. Nghỉ ngơi đi, Tề Đẳng Nhàn nói. Hắn phát hiện Hướng Đông Tinh đã có quầng thâm, hơn nữa tinh thần cũng vô cùng tiêu tụy. Hướng Đông Tinh lắc đầu nói, không thể lùi lại được, tôi đi trước, khi đại hội bắt đầu sẽ tới sau. Tề Đẳng Nhàn không khuyên can nữa, để cho cô ta đi, chẳng qua là anh ta cảm thấy Hướng Đông Tinh thật đúng là một người cuồng công việc, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ đột tử mà chết. Hướng Tổng thật chăm chỉ, Dương Quan Quan nhìn bóng lưng Hướng Đông Tinh, cảm thán. Ha ha, Tề Đẳng Nhàn chỉ cười, Hướng Đông Tinh có lẽ cũng rất muốn nghỉ ngơi. Nhưng ý thức sứ mệnh khó hiểu trên vai luôn làm cho cô ta không nỡ dừng lại. Người nhà đột ngột qua đời ngoài ý muốn khiến cho cô ta cảm thấy mình phải gánh vác công ty do bố mẹ để lại, nếu không đâu vào đâu sẽ có lỗi với tâm huyết mà bố mẹ đã gây dựng. Cô ta sống như vậy sao không mệt cho được. Tề Đẳng Nhàn tuy còn trẻ nhưng khi ở trong nhà tù Udo, hắn đã được gặp qua đủ các loại phạm nhân, có người trời sinh đã ác, cũng có người bất đắc dĩ mới đi đến con đường phạm tội. Mỗi một người đều có nỗi khổ của riêng mình. Ngay cả lão đồ tể đã chôn sống hơn vạn tù binh kia, cũng sẽ sụt xịt nước mắt khi kể lại thời thơ ấu của mình. Từ nhỏ ông ta đã sống ở một nơi nghèo khó đến cùng cực, sau đó nơi này bị một quân phiệt đến thống trị, quân phiệt này cắt xén thức ăn của người dân, mang hai người đói bụng 3 ngày nhốt vào trong lồng sắt để mặc cho bọn họ chém giết lẫn nhau, chỉ khi thắng thì mới có tư cách sống sót, còn được ăn một miếng cơm nóng. Dương Quan Quan chống cằm, ngây ngốc nhìn bóng lưng Hướng Đông Tinh, cũng không biết cô ta đang nghĩ cái gì, có lẽ là cảm thấy bản thân phải chịu được tình trạng như hiện tại của Hướng Đông Tinh mới có thể ra mặt chống lại Dương gia. Tề Đẳng Nhàn thì nghiêm túc nhìn vào ngực cô ta, lúc nào cũng mang theo hai trái bóng nặng trịch như thế không cảm thấy mệt sao. Khoa học đã chứng minh phụ nữ có ngực lớn thường có xu hướng gặp phải các bệnh như gai đốt sống cổ. Anh đang nhìn cái gì? Dương Quan Quan phục hồi lại tinh thần, phát hiện Tề Đẳng Nhàn nhìn nghiêng mắt nhìn thì liền cảnh giác. Cô ta đưa tay ra, kéo chặt áo khoác rồi cài hết cúc áo lại. Tề chờ Nhàn bưng cà phê lên uống một ngụm, xấu hổ ho khan 2 tiếng, tôi thấy cô hoạt động vẫn là chưa được tự nhiên lắm, vết thương chưa khỏi hẳn sao. À, tên dê sồm này, Dương Quan Quan trực tiếp cho hắn một ngón giữa, thậm chí còn nghiêng người qua một chút. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy sự tin tưởng giữa người với người thật đúng là mỏng manh đến đáng thương, hắn chỉ yên lặng nhìn một chút thôi có cần đề phòng nghiêm ngặt như vậy không? Thời gian trôi qua rất nhanh, Hướng Đông Tinh đã quay lại. Đi thôi, đi tham gia đại hội thu hút đầu tư. Hướng Đông Tinh vẫy tay với Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan. Thanh toán đi, Tề Đẳng Nhàn ném Dương Quan Quan ở lại rồi đi thẳng ra ngoài. Dương Quan Quan tức muốn học máu, tên tư bản keo kiệt chó chết này. Đã nhìn trộm cô ta rồi còn muốn cô ta trả hóa đơn. Thời điểm Dương Quan Quan bất đắc dĩ đi tính tiền, cảm giác mông của mình bị người ta vỗ mạnh một cái. Cô ta hoảng sợ, còn tưởng rằng cái tên Tề Đẳng Nhàn này to gan lớn mật đến mức như vậy, lại còn biết đùa giỡn mình. Vừa quay đầu lại thì thấy một gương mặt ngoại quốc thô ráp, mặt đầy râu quai nón, nụ cười bị ổi đến mức có hơi kỳ cục. Tên háo sắc chết tiệt, Dương Quan Quan giơ tay tát vào mặt ông ta. Nếu như là Tề Đẳng Nhàn thì một cái tát này còn phải suy nghĩ xem có nên đánh hay không, bởi dù sao thì thư ký cũng không thể đánh ông chủ được mà. Thời điểm bàn tay vừa vung ra được một nửa đã bị vệ sĩ bên cạnh người đàn ông ngoại quốc này đưa tay giữ chặt lấy. Quý cô Mỹ Lệ, không cần phải tức giận như vậy đâu, người Tuyết Quốc chúng tôi tương đối cởi mở, khi nhìn thấy cô gái hợp ý đều muốn sờ mông của cô gái ấy. Người ngoại quốc cười ngâm ngâm nói, phất phất tay với vệ sĩ. Sao ông không về mà sờ mẹ nhà ông đi? Dương Quan Quan tức giận, mặt khác bàn tay còn lại cũng nâng lên, vung vẩy bàn tay, đánh vào gò má người ngoại quốc. Thân thủ vệ sĩ bên cạnh người ngoại quốc rất lợi hại, chỉ chốc lát đã nắm được một bàn tay khác của Dương Quan Quan, trực tiếp bắt cả hai tay của cô ta lại. Người ngoại quốc cười nói, quý cô Mỹ Lệ, kẻ hèn tên là Shevchenko, xin hỏi nên xưng hô với cô như thế nào? Có hứng thú kết bạn một chút hay không? Sau khi Dương Quan Quan nghe thấy cái tên này, không khỏi ngẩn ra, nói, Shevchenko, tổng giám đốc của tập đoàn trí tuệ khoa học mà từ Ngạo Tuyết mời đến kia sao?
Shevchenko vừa nghe thấy vậy mà Dương Quan Quan lại nhận ra mình, mừng rỡ gật gật đầu, nói, đúng là tôi đây, không biết quý cô có hứng thú dùng một bữa tối với tôi hay không? Khi nói chuyện, Shevchenko đã để vệ sĩ buông lỏng tay của Dương Quan Quan ra. Dương Quan Quan ánh mắt lạnh lùng, nói, ăn con mẹ nhà ông. Đồ lưu manh, ai muốn dùng bữa tối cùng thứ đồ chó má như ông? Làm người còn tệ hơn cả bình thường. Shevchenko đen mặt, nói tôi mời cô cùng dùng bữa tối, vậy mà cô còn dám không đồng ý. Còn dám mắng tôi, cô biết tôi là ai, còn dám nói với tôi câu như vậy ư? Nếu hôm nay ông không xin lỗi tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông, sẽ trực tiếp báo cảnh sát bắt ông đấy. Dương Quan Quan cắn răng nói. Người này mới vừa rồi thế mà dám chấm mút tới trên người cô ta, sao có thể bỏ qua được chứ? Càng nghĩ càng giận, Dương Quan Quan giơ tay muốn đánh về phía mặt của Shevchenko. Lúc này đây, bàn tay của cô ta vẫn bị vệ sĩ của Shevchenko chặn lại như lần trước, nhưng Shevchenko lại không trò chuyện vui vẻ với cô ta giống lúc nãy mà ánh mắt trở nên lạnh băng. Tay của vệ sĩ dùng sức thêm một chút, Dương Quan Quan lập tức đau đến mức sắc mặt trắng bệch mà hừ thảm một tiếng, gần như là quỳ rạp xuống đất. Con đàn bà thối tha, cho mày mặt mũi mà mày không cần đúng không? Shevchenko duỗi tay túm lấy đầu tóc của Dương Quan Quan, giơ tay tát một phát thật mạnh lên trên mặt cô ta. Không phải là chỉ sờ mông nhà mày một chút thôi sao? Còn muốn lấy bàn tay tát tao? Ông đây ở Tuyết Quốc, cho dù là ngôi sao lớn quốc tế nhìn thấy cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống ăn ngon nói ngọt với ông đấy. Mày thì tính là thứ gì chứ? Sờ mày một chút, mày đã muốn cho tao một cái tát rồi sao? Có biết ông mày là khách quý của tỉnh Đông Hải bọn mày hay không? Có biết ít nhiều quan viên của Hoa Quốc đều cầu xin ông tới đầu tư hay không hả? Dương Quan Quan bị bàn tay to như kìm sắt của vệ sĩ niết đến mức nước mắt cũng rơi xuống, nhưng rốt cuộc vẫn không sợ hãi, cắn răng nói, Shevchenko, tôi đi mẹ nhà ông. Ông muốn chơi thì cút trở về Tuyết Quốc của ông mà chơi, nơi này là Hoa Quốc, không phải là nơi ông muốn làm gì thì làm đâu. Shevchenko túm lấy đầu tóc của Dương Quan Quan, từ trên cao nhìn cô ta, nói, ai cho mày cái tự tin dám nói chuyện với tao như vậy hả? Tao nói cho mày biết, cho dù là bây giờ tao gọi người trói mày vào trong phòng, người của bọn mày cũng phải lau mông cho tao mà làm, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra thôi. Dương Quan Quan đau đến mức da đầu cũng sắp nứt ra rồi, cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới ở ngay đất nước của mình mà lại bị một tên ngoại quốc bắt nạt như vậy. Thời điểm Shevchenko đang chuẩn bị mạnh mẽ kéo người đi, bỗng nhiên cảm giác được da đầu của mình căng chặt lên. Cái đầu đầy tóc xoăn dài của ông ta bị một bàn tay to xách lên, đau đến mức hét thảm một tiếng, lập tức buông lỏng Dương Quan Quan ra. Vệ sĩ thấy thế, trực tiếp tung một cú đấm đối với người ở phía sau ông ta. Shevchenko cũng bởi vậy mà được cứu, tóc cũng được người ta buông lỏng ra. Người phía sau nhường vệ sĩ ra quyền thoải mái, sau đó khom lưng tiến thêm một bước, duỗi tay ôm lấy eo của Dương Quan Quan, trực tiếp đưa tới bên người của mình. Giám đốc Tề, Dương Quan Quan nhìn thấy Tề Đảng Nhàn tới, cảm thấy vô cùng ấm ức. Nếu như không phải người này bỏ lại một mình đi tính tiền, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Bản thân mình sao có thể chịu thiệt thòi như vậy chứ? Nước mắt của cô ta thoáng cái đã rơi xuống, khóc cũng rất đẹp, làm cho người ta thấy đau lòng. Tề Đảng Nhàn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Dương Quan Quan, nói, đừng khóc, để tôi tới giúp cô chút cơn giận này là được. Shevchenko quay đầu căm tức nhìn Tề Đảng Nhàn, cả mặt đều đỏ bừng lên, hung tợn nói, mày chính là người vừa mới nắm tóc của tao. Thằng chó đẻ này, tao muốn giết cả nhà mày. Ở Tuyết Quốc Shevchenko chính là người đi ngang, ngoại trừ mấy tên đầu sỏ ở phía trên ra thì không có ai là ông ta không dám trêu chọc. Cho dù là tư lệnh của cao nguyên Đông Bắc ở Tuyết Quốc khi nhìn thấy ông ta cũng phải dè chừng, rốt cuộc thì nguồn cung cấp cho những quân đội kia đều là do ông ta duy trì. Thứ chó má này, ai cho ông lá gan dám đùa giỡn thư ký của tôi? Ai cho ông lá gan để ông cảm thấy ở Hoa Quốc có thể hoành hành không cố kỵ gì như vậy? Tề Đảng Nhàn híp mắt, lạnh lùng nhìn Shevchenko. Hướng Đông Tình cũng tới đây, sắc mặt rét run, nói, ông Shevchenko, hành vi ngang ngược vô lễ của ông thật là làm cho người ta cảm thấy mất mặt. Shevchenko tức giận nói, tao ở Hoa Quốc của bọn mày chính là khách quý, tao muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy, đến lượt bọn mày đến nói ra nói vào sao. Cút mẹ ông đi,
Tề Đẳng Nhàn giao Dương Quan Quan cho Hướng Đông Tình rồi chuẩn bị động tay dạy dỗ Shevchenko. Vệ sĩ của Shevchenko lại đứng ngăn ở trước mặt Shevchenko. Mày muốn thử xem sự lợi hại của vệ sĩ nhà tao à? Hắn chính là chiến sĩ đi ra từ trại huấn luyện của cao nguyên Đông Bắc ở Tuyết Quốc, thậm chí đã từng vật lộn với chó điên nhốt ở trong một cái lồng sắt đấy. Shevchenko cười lạnh nói. Quần chúng trong Starbucks đều trốn ra rất xa, sợ sẽ ảnh hưởng đến mình. Người Tuyết Quốc này cũng quá ngông cuồng quá đáng giận rồi, nhất định phải dạy dỗ ông ta thật tốt, cho ông ta biết lợi hại. Đúng vậy, nơi này là Hoa Quốc của chúng ta, cũng không phải là Tuyết Quốc của bọn họ, ông ta có cái gì mà kiêu ngạo chứ? Dám ngông cuồng ở Hoa Quốc chúng ta như vậy, nhất định phải trừng phạt ông ta. Những khán giả kia ngay lúc này đều ủng hộ Tề Đẳng Nhàn, hy vọng hắn có thể dạy dỗ tên Shevchenko kiêu ngạo này một chút. Như thế làm cho Tề Đẳng Nhàn thấy không quen lắm, thường thì khi có chuyện xảy ra, những người vây xem đều sẽ đứng ở mặt đối lập với hắn, giúp đỡ đối thủ mỉa mai và chế giễu hắn. Vệ sĩ của Shevchenko cao lớn, thậm chí trên mặt còn có một vết sẹo rất lớn, đó là vết cào do móng vuốt của gấu chó để lại, gần như phá hủy nửa khuôn mặt của anh ta. Đám người vây xem đang nói chuyện, nhưng cũng không khỏi vì Tề Đẳng Nhàn mà toát mồ hôi hột. Kể cả có là tỉnh trưởng của bọn mày khi gặp tao cũng phải tôn sùng tao như khách quý thôi. Mày dám đối xử với tao như vậy chính là đang tự tìm đường chết. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì nhún vai, nhếch miệng rồi tát vào mặt của Shevchenko, thản nhiên nói, vậy thì sao? Bọn họ tôn sùng ông là thượng khách, thì liên quan quái gì tới tôi? Mọi người nghe Shevchenko nói xong cũng không khỏi tê dại ra đầu, không ngờ rằng bối cảnh của bộ lông này thế mà lại lớn như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn lại tát ông ta thêm một cái run rẩy cả người, đã biết đối phương có bối cảnh như vậy rồi mà Tề Đẳng Nhàn còn dám tiếp tục ra tay, quả thực quá không kiêng nể gì rồi. Cho ông một cơ hội, quỳ xuống, sau đó thành thật nhận lỗi, tôi sẽ để ông có đủ tay đủ chân mà rời khỏi Hoa Quốc. Hoặc là, ông cứ tiếp tục nhảy nhót lung tung, tôi sẽ để cho ông biết Hoa Quốc không phải là nơi mà bọn Tây như ông có thể diễu võ dương oai. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói với Shevchenko, trực tiếp làm lơ tên vệ sĩ hung hãn có thể đánh nhau với gấu chó trước mắt này. Shevchenko cười dữ tợn một tiếng, nói, mày nói cái gì cơ? Cho tao cơ hội sao? Thật là buồn cười, bẻ gãy tay chân tên này cho tao, tao muốn cho nó biết sự lợi hại của tao. Sau khi nói xong lời này, vệ sĩ của Shevchenko đột nhiên ra tay, tốc độ của hắn ta cực nhanh, thân thể cao to vạm vỡ. Cường tráng đến mức không thua kém gì gấu chó thật sự. Chỉ thấy vệ sĩ này đánh một quyền tới, sức gió mà nắm tay tạo ra có thể khiến da mặt của người ta biến đổi, có thể thấy được sức lực của một đấm này khủng bố đến bao nhiêu. Nếu như người thường bị một đấm như vậy đánh trúng phần đầu chỉ sợ đầu cũng sẽ nổ tung giống như dưa hấu mất thôi. Mọi người vây xem ở hiện trường phát ra một trận kinh hãi, đều đổ mồ hôi vì Tề Đẳng Nhàn. Hừ! Tề Đẳng Nhàn thì lại chỉ hừ lạnh một tiếng, chân phải tiến về phía trước một bước, tay phải thuận thế nhấc lên, một cái roi tay đánh vào nắm đấm. Một tiếng bang giòn tan vang lên, roi tay ở giữa nắm tay của vệ sĩ, đánh cho vệ sĩ kia đau đến mức nhăn cả mày, cuống quýt rụt nắm tay lại. Vệ sĩ cũng là biết gặp phải cao thủ, không dám có chút sơ suất nào, lập tức tiến lên, giơ tay một cái chưởng cắt ngang cổ họng của Tề Đẳng Nhàn, đấm một quả xuống phía xương sườn. Cẩn thận! Khán giả đều hô ra tiếng, nhắc nhở Tề Đẳng Nhàn phải chú ý nắm tay của đối phương. Bàn tay phải của Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng bâng quơ cắt lên cổ họng ấy, kéo ra trường đao của đối phương, đùi phải nhấc lên, dùng đỉnh đầu gối trực tiếp đánh về phía trước. Rầm! Nắm tay đập trên đầu gối cứng rắn, phát ra một tiếng trầm vang. Cái nắm tay của vệ sĩ cũng đủ đánh nát một tảng đá cứng rắn rồi, đánh nát băng cứng hơn 1.000 năm của cao nguyên Tuyết Quốc. Nhưng mà lần này lại bị Tề Đẳng Nhàn đâm cho đau đớn không chịu nổi, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện biểu tình nhe răng trợn mắt. Hai chân của Tề Đẳng Nhàn bước giao nhau một bước, đi lại phía trước tìm tòi, bắt đầu chộp về phía mặt. Vệ sĩ này cuống quýt lấy đôi tay bảo vệ khuôn mặt, nhưng mà năm ngón tay của Tề Đẳng Nhàn lại giữ chặt cánh tay của hắn, kéo thẳng xuống dưới. Xoẹt! Tiếng xé áo vang lên. Chỉ thấy... quần áo của vệ sĩ trong nháy mắt đã bị móng vuốt sắc bén xé rách, mang theo một mảng lớn da thịt và máu bay lên. Mọi người ngạc nhiên, chỉ cảm thấy có hơi khủng bố, móng tay của người này chẳng lẽ là chế tạo thành từ sắt thép sao?
thật sự so với gấu còn sắc bén hơn, chỉ cao một cái đã trực tiếp kéo xuống một khối da thịt của đối phương rồi. Vệ sĩ chịu một nhát cào này thì rất đau đớn, nhưng dù sao cũng là cao thủ đã từng được huấn luyện ở cao nguyên Đông Bắc tại Tuyết Quốc, là người đã từng vật lộn với gấu chó, lập tức nhịn đau cắn răng, nhấc một chân lên đá thẳng về phía ngực của Tề Đẳng Nhàn. Bộp! Vào ngay lúc này, thân thể của Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên thấp xuống, chỉ thấy hắn trước sau hai chân một bước, cả người giống như một con khỉ con người trên mặt đất, ngồi xổm xuống. Một chiêu khỉ ngồi xổm này dùng rất sống động, cho dù là khỉ chân chính cũng không hơn gì như thế này. Ngồi xổm người trong nháy mắt, tránh thoát cú đá, Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên, bắt được mắt cá chân của vệ sĩ, sau đó giơ tay vung lên, năm ngón tay tựa như đàn tỳ bà rơi vào trên bắp chân hắn ta. Răng rắc, mọi người liền nghe thấy âm thanh xương cốt đứt gãy truyền đến, miệng của vệ sĩ này rốt cuộc cũng không nhịn nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Lần này Tề Đẳng Nhàn tay vung tỳ bà, vậy mà lại trực tiếp đánh gãy xương cẳng chân của vệ sĩ này thành từng khúc. Thấy đối phương còn muốn giãy giụa, hắn không chút do dự, tay phải vừa nhấc đã run lên, đấm cho vệ sĩ này không đứng thẳng được, ngã rầm một tiếng xuống mặt đất. Tiếp theo Tề Bình Nhàn nhấc lấy bắp chân đối phương lui liền hai bước, chính là dùng thái cực đảo đuổi khỉ trong thái cực quyền, trong tay giống như thật sự đang kéo một con khỉ lớn vậy. Sau khi kéo hai bước, thắt lưng hắn cong lên, thoáng quăng vệ sĩ thân thể cao to lực lưỡng nặng hơn 200 cân lên. Rầm. Trong vô số ánh mắt khiếp sợ, vệ sĩ kia vậy mà bị Tề Đẳng Nhàn nâng lên cao 2 mét giống như thả diều, rồi sau đó nện thật mạnh lên trên sàn nhà. Một đập này khiến toàn bộ mặt đất dường như đều rung động lên, sau đó chính là âm thanh xương cốt đứt gãy liên tiếp truyền vào lỗ tai của mọi người. Vệ sĩ kia há miệng phun ra một ngụm máu, ánh mắt tan rã, trực tiếp ngất lịm trên mặt đất, không rõ sống chết. Đây là cao thủ mà ông dựa vào sao? Người đàn ông khỏe mạnh có thể vật lộn với gấu chó sao? Tề Đẳng Nhàn tùy tay ném cẳng chân của vệ sĩ xuống, nhìn Shevchenko, nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt của Shevchenko biến đổi, lời nói tàn nhẫn vừa định nói ra, đã nhìn thấy bàn tay to của Tề Đẳng Nhàn chộp về phía mặt. Ông ta còn không chưa kịp nói chuyện đã bị hai cái tay như kìm sắt của Tề Đẳng Nhàn giữ được quai hàm hai bên mặt, đau đến mức một câu cũng nói không nên lời. Tề Đẳng Nhàn nâng đầu gối lên thúc mạnh, đâm cho dạ dày cũng bị co rút. Nước mắt ào ào chảy xuôi ra bên ngoài. Đáng đánh! Đáng đánh! Chúng tôi ủng hộ cậu, đánh chết cái bọn mũi lõ này đi. Bọn mũi lõ tới địa bàn Hoa Quốc của chúng ta dương oai, bắt nạt người của chúng ta ngay trên đất nước của chúng ta, cho rằng bản thân mình là thứ gì chứ? Người xem thấy Tề Đẳng Nhàn hung mãnh như vậy, hai ba cái đã đánh gục vệ sĩ của Shevchenko, lại còn dám ra tay với Shevchenko, đều sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Shevchenko quỳ xuống trên mặt đất, cắn răng nói, nếu dũng cảm thì hôm nay mày giết chết tao đi, nếu mày mà không giết được tao, ngày mai tao sẽ giết chết cả nhà bọn mày. Ở Tuyết Quốc ông ta chính là nhân vật lớn chỉ ở dưới đầu sỏ, lần này đi đến Hoa Quốc đầu tư, ngay cả từ Ngạo Tuyết cũng tôn sùng là thượng khách, làm sao mà nghĩ được, thế mà sẽ có người dám đối xử thô bạo với mình như vậy. Còn không phải chỉ là sờ mông của một ả đàn bà thôi sao? Còn không phải chỉ là đánh cô ta hai bạt tai thôi sao, con ả kia có thể gặp được mình thì cũng là một loại vinh hạnh rồi, hẳn là phải quỳ xuống mang ơn đội nghĩa đấy. Trời chết mày, cũng khá ổn, vậy ông đây sẽ cho mày được toại nguyện. Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng cười, trong ánh mắt nở rộ ra hung quang. Shevchenko nhìn thấy dáng vẻ này của Tề Đẳng Nhàn, thân thể run lên, ông ta cảm nhận được rõ ràng được một cỗ sát ý mãnh liệt đang phát ra từ trên người Tề Đẳng Nhàn. Shevchenko trầm giọng nói, mày có biết tao là ai không? Biết địa vị của tao ở Tuyết Quốc là thế nào không? Lần này tao đi đến Trung Hải chính là do nhận được lời mời của giám đốc từ Ngạo Tuyết của tập đoàn Từ Thị. Kể cả là tỉnh trưởng của bọn mày gặp tao cũng phải coi tao như khách quý đấy. Mày dám đối xử với tao như vậy, chính là đang tự tìm đường chết. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì nhún vai, một cái miệng rộng cười vào mặt Shevchenko. Nhàn nhạt nói, vậy thì như thế nào chứ? Bọn họ tôn sùng mày là khách quý, thì liên quan gì đến tao? Ông đây nên chơi chết mày, vậy thì cứ chơi chết mày thôi. Sau khi mọi người nghe được điều mà Shevchenko nói thì không khỏi tê dại ra đầu, không nghĩ tới bối cảnh của bọn Tây này thế mà lại lớn như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn lại cho ông ta một cái tát, thì cả người lại càng run run,
đều đã biết đối phương có bối cảnh như vậy rồi mà Tề Đẳng Nhàn còn dám tiếp tục ra tay, quả thực quá không kiêng nể gì. Dương Quan Quan nhìn Tề Đẳng Nhàn đang chút giận cho mình, trong lòng cảm thấy rất biết ơn, nhưng cũng cảm thấy nếu thật sự khiến cho Shevchenko quá thảm, đến lúc đó chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức rất lớn. Nói, mày muốn chết như thế nào? Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên tiếp tục tát, tát đến mức cả răng cấm Shevchenko cũng phun ra. Dừng tay lại cho tôi. Vào ngay lúc này, một giọng nói phẫn nộ truyền đến từ ngoài cửa. Người tới chính là Từ Ngạo Tuyết. Cô ta nhìn thấy người mình vất vả lắm mới mời được, Shevchenko nguyện ý đầu tư xây dựng nhà máy ở tỉnh Đông Hải lại đang bị Tề Đẳng Nhàn hành hung. Đi theo Từ Ngạo Tuyết đến đây còn có thị trưởng thành phố Trung Hải Hoàng Văn Lãng, ông cũng thấy Tề Đẳng Nhàn đang hành hung khách ngoại quốc, điều này làm cho đầu óc của ông cũng ong ong. Chát! Tề Đẳng Nhàn căn bản không nghe, lại vung tay tát một cái, trực tiếp đánh Shevchenko ngã xuống đất. Từ Ngạo Tuyết vô cùng phẫn nộ đi tới, tức giận nói, Tề Đẳng Nhàn, anh đang làm gì vậy hả? Anh có biết Shevchenko là người tôi mời tới không, thế mà anh còn đánh anh ta? Tề Đẳng Nhàn nhún vai, nói cô mời tới thì thế nào? Cho dù là mời thủ trưởng quốc gia tới, tôi cũng đánh hắn như thường. Từ Ngạo Tuyết tức giận đến mức mắt tối sầm, cả người run lên, lạnh lùng nói, được được được, anh thật to gan, ngược lại tôi muốn nhìn xem, anh kết thúc như thế nào. Hoàng Văn Lãng cũng đen mặt nói, Tề Đại Sư, cậu quá đáng lắm rồi đấy, đánh người ta thành bộ dáng thế này. Tề Đẳng Nhàn có chút bất mãn nhíu mày, cười lạnh. Các người chỉ thấy tôi đánh anh ta, lại không hỏi vì sao tôi lại đánh sao. Tôi là một người biết đạo lý, nếu anh ta không đáng đánh, tôi cũng sẽ không ra tay. Tề Đẳng Nhàn nhìn hai người, thản nhiên nói. Shevchenko tiên sinh là khách ngoại quốc, là khách quý của tỉnh Đông Hải chúng ta. Cậu đánh anh ta thành như vậy, nếu như anh ta làm ầm lên, đến lúc đó toàn bộ tỉnh Đông Hải chúng ta đều không còn mặt mũi. Tuy rằng quan hệ của ông và Tề Đẳng Nhàn rất tốt, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nên thái độ vẫn là phải có. Từ Ngạo Tuyết cũng lạnh lùng nói, không sai, anh chính là không thể chịu được việc tôi tìm được xí nghiệp đầu tư ưu tú nước ngoài, có thể đến Đông Hải xây dựng cảng nước sâu, cho nên mới dùng loại thủ đoạn đê tiện này để cản trở tôi. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đưa tay chỉ Dương Quan Quan, lạnh lùng nói, các người nhìn mặt thư ký của tôi xem, chính là bị tên này đánh. Tôi ra tay dạy dỗ anh ta không được hay sao? Từ Ngạo Tuyết tức giận nói, chỉ là một thư ký mà thôi. Những lời này của Từ Ngạo Tuyết trực tiếp đối lập với thái độ của Hướng Đông Tình. Hướng Đông Tình là một người phụ nữ máu lạnh, bây giờ xem ra, ai máu lạnh hơn ai. Tề Đẳng Nhàn sau khi nghe nói như thế, lập tức nổi giận, ha hả cười hai tiếng, lạnh lùng nói, một thư ký mà thôi. Thư ký không phải là người hả, chỉ có đại gia cô mời đến là người hay sao? Hoàng Văn Lãng nói, Tề Đại Sư, chuyện cũng đã xảy ra, chúng ta có thể ngồi xuống thỏa thuận giải quyết cho thật tốt, không đáng phải động thủ. Tôi đi sờ mông của vợ ông, sau đó lại cho vợ của ông hai cái tát, rồi vẫn có thể ngồi xuống cùng ông thương lượng giải quyết có được không? Tề Đẳng Nhàn bộc phá tính tình, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Hoàng Văn Lãng. Hoàng Văn Lãng sửng sốt, những lời này của hắn khiến ông tức giận đến mức chết đi sống lại, mình đường đường là thủ trưởng thành phố, hắn dám nói chuyện với mình như vậy sao? Sớm biết cậu là loại người này, lúc trước đúng là không nên cứu cái mạng chó này của cậu. Tề Đẳng Nhàn làm cho Hoàng Văn Lãng tức giận đến không chịu được, ông chẳng qua là muốn hòa hoãn một chút mâu thuẫn, nào biết đâu Tề Đẳng Nhàn nói hai ba câu liền trực tiếp đổ giận lên người ông. Thị trưởng Hoàng, không cần nhiều lời như vậy với mấy tên côn đồ. Tôi sẽ trấn an cảm xúc của Shevchenko tiên sinh cảm xúc trước, sau này hắn muốn giải quyết chuyện này như thế nào, đó chính là chuyện của hắn. Từ Ngạo Tuyết lạnh mặt nói. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, nếu anh ta không xin lỗi, hôm nay cô cũng không có cách nào đưa anh ta bình yên vô sự rời khỏi đây. Từ Ngạo Tuyết tức giận nói, vậy sao? Tôi cũng muốn xem anh có năng lực gì. Lúc hai bên dương cung bạt kiếm, Ngọc Tiểu Long đã tới. Cô mặc thường phục, nhưng vẫn như cũ không có cách nào che nổi muôn trượng hào quang trên người cô, bất kể đi tới nơi nào, đều là đối tượng vạn người chú ý. Tiểu Long, cậu tới đúng lúc lắm, tên côn đồ Tề Đẳng Nhàn này thế mà lại đánh Shevchenko thành như vậy. Hơn nữa còn nói ra mấy lời ngông cuồng, ép anh ta phải xin lỗi, không xin lỗi sẽ giết chết anh ta. Từ Ngạo Tuyết bực bội nói. Tớ hiểu rõ tình huống rồi.
Ngọc Tiểu Long mặt không chút thay đổi nói. Tề Đẳng Nhàn nhìn Ngọc Tiểu Long, lạnh nhạt nói, cho nên sao nữa? Cô muốn nói cái gì? Lại muốn nói như Từ Ngạo Tuyết, chẳng qua cũng chỉ là một thư ký thôi sao? Ngọc Tiểu Long cũng không để ý tới Tề Đẳng Nhàn và những lời châm chọc mỉa mai của hắn, nói với Shevchenko tiên sinh, Hoa Quốc của chúng tôi không phải là Tuyết Quốc của anh làm chuyện vô lễ, hẳn là nên xin lỗi. Lời này vừa nói ra, Từ Ngạo Tuyết trực tiếp ngây ngẩn cả người, không ngờ Ngọc Tiểu Long lại đứng về phía Tề Đẳng Nhàn. Cô ta nắm chặt nắm đấm, nhưng cũng bất đắc dĩ, Ngọc Tiểu Long vẫn luôn là một người rất có nguyên tắc. Hiển nhiên Ngọc Tiểu Long cảm thấy, chuyện này đã chạm tới điểm mấu chốt của cô không thể đứng ở phe Shevchenko. Shevchenko rất rõ thân phận của Ngọc Tiểu Long, là nữ chiến thần như mặt trời ban trưa của quân đội Hoa Quốc. Được, tôi sẽ xin lỗi, nhưng mà, tôi vẫn sẽ bảo lưu quyền lợi truy cứu trách nhiệm của mình. Shevchenko cắn răng, thấp giọng nói. Anh ta cũng biết mình không có lý, tự dưng đùa giỡn nữ công dân Hoa Quốc, hơn nữa còn động thủ, nhưng anh ta và vệ sĩ trung quy lại bị đánh thảm như vậy, hắn sẽ không cam tâm tình nguyện bỏ qua dễ dàng như vậy. Ngọc Tiểu Long bình tĩnh gật đầu, nói, đây thật sự là quyền lợi của anh, tôi sẽ không làm phiền. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, không ngờ rằng Ngọc Tiểu Long lại là một người có nguyên tắc như vậy. Chẳng qua, điều này cũng bình thường, nhiệm vụ của quân nhân vốn là bảo vệ quốc gia. Chuyện này là Shevchenko làm sai, quân nhân chân chính như vị Ngọc Tiểu Long này sao có thể dung túng cho anh ta. Điều này làm cho Tề Đẳng Nhàn sinh ra một chút tán thưởng đối với Ngọc Tiểu Long. Lợi ích to lớn ở trước mặt, ít người có thể kiên trì với nguyên tắc của mình giống như Ngọc Tiểu Long. Vị tiểu thư này, tại đây tôi chính trọng xin lỗi cô, có lẽ là văn hóa của Tuyết Quốc chúng tôi không giống như văn hóa của Hoa Quốc các cô, cho nên mới khiến tôi gây ra chuyện vô lễ như vậy. Shevchenko tạ lỗi với Dương Quan Quan. Dương Quan Quan không nói gì, mặt của cô ta bây giờ còn đau, muốn cô ta tha thứ cho tên Tuyết Quốc lỗ mãng này, sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết âm trầm, nhưng Ngọc Tiểu Long đã biểu lộ thái độ của bản thân, cô ta cũng không nói cái gì nữa, càng không có khả năng đối nghịch với Ngọc Tiểu Long. Nhớ kỹ, về sau không nên làm sằng làm bậy ở Hoa Quốc của chúng ta, nơi này cũng không phải là Tuyết Quốc của các người. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nhắc nhớ một câu. Hướng Đông Tình nhìn đồng hồ của mình, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng nói, đi thôi Tề Tổng, đại hội thu hút đầu tư sắp bắt đầu rồi, chúng ta không thể đến muộn. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nói, được, chúng ta đi. Hắn chủ động đưa tay đỡ lấy Dương Quan Quan, có chút đau lòng cho cô ta, hai ngày liền bị người ta đánh hai lần, những người này thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Dương Quan Quan rất tủi thân, nước mắt rơi làm hoa cả mắt, thấp giọng nói, cảm ơn Tề Tổng. Trách tôi, không nên để cô trả tiền. Tề Đẳng Nhàn tự trách, vỗ nhẹ lưng cô ta. Kết quả? Dương Quan Quan lại khóc càng thêm thương tâm khổ sở, lúc trước cô ta còn có chút trách Tề Đẳng Nhàn, nhưng hiện tại chỉ trách số của mình quá khổ. Sự việc kết thúc với lời xin lỗi của Shevchenko, đám người chứng kiến tại hiện trường cũng tỏ vẻ hài lòng, khiến cho Từ Ngạo Tuyết kiêu ngạo này phải cúi đầu, đây không phải khiến cho Ngọc tướng lĩnh phải đích thân ra mặt hay sao chứ? Ngọc Tiểu Long vừa nhìn Shevchenko đã cảm thấy vô cùng đáng ghét, sau khi xử lý xong chuyện này, cô liền rời khỏi đây mà không chào hỏi lấy một câu. Cô thậm chí còn cảm thấy có chút hối hận, tại sao mình lại vận dụng quan hệ để mời một kẻ như vậy tới đây chứ, thật là mất mặt. Từ Ngạo Tuyết vẫn còn phải phụ thuộc vào số vốn đầu tư của Shevchenko, Hoàng Văn Lãng cũng phải dựa vào anh ta để giành thành tích về cho mình, nên cũng hỏi han rất mực ân cần. Không có vấn đề gì ư? Sao tôi có thể không có vấn đề gì, các ngươi nhìn mặt tôi xem. Shevchenko nở nụ cười vô cùng dữ tợn, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ngài Shevchenko, Từ Ngạo Tuyết lên tiếng định nói gì đó. Khi nãy có phải cậu ta nói muốn tới tham dự đại hội kêu gọi đầu tư hay không? Shevchenko đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Từ Ngạo Tuyết thoáng sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu. Shevchenko gật đầu một cách hung tợn, anh ta nói, được, vậy bây giờ chúng ta mau tới đại hội kêu gọi đầu tư thôi. Tôi không chỉ muốn đầu tư xây dựng ở tỉnh Đông Hải, mà còn muốn tăng quy mô đầu tư lên gấp 10 lần. Tôi muốn nhìn thử xem quan chức ở tỉnh Đông Hải các người sẽ đứng về phía tôi, hay là đứng về phía cậu ta đây. Cậu ta đã đắc tội tôi mà vẫn muốn được bình an vô sự sao? Đừng có mơ. Hoàng Văn Lãng không nhịn được mà cười khổ,
ông ta còn lo sau sự việc này, Shevchenko sẽ rút vốn, không đầu tư cho tỉnh Đông Hải nữa, không thể ngờ chuyện như vậy còn khiến Shevchenko muốn đầu tư nhiều hơn. Ông ta đột nhiên muốn tăng số vốn đầu tư, đẩy quy mô đầu tư lên gấp 10 lần, chỉ vì muốn dạy cho Tề Đảng Nhàn hung hăng kia một bài học thôi sao. Từ Ngạo Tuyết không khỏi kinh ngạc, sau đó vô cùng phấn khởi, nếu Shevchenko thật sự tăng quy mô đầu tư lên gấp 10 lần như lời anh ta nói, vậy thì dự án xây dựng công trình cảng nước sâu của tỉnh Đông Hải chắc chắn sẽ rơi vào tay cô ta. Nếu như nắm được quyền thi công cảng nước sâu ở tỉnh Đông Hải, vậy thì tập đoàn Hướng Thị kia lấy cái gì ra đấu với cô ta được chứ? Công trình này có giá trị lên tới 700 triệu nhân dân tệ lận đó. Mau, chúng ta mau vào thôi. Shevchenko dùng khăn ướt lau vết mắt trên khuôn mặt mình, khuôn mặt anh ta đã sưng tấy, chẳng khác gì bị ong vò vẽ chích cho một cái, nom cực kỳ khó coi. Shevchenko hạ quyết tâm, ông ta nhất định phải hạ được Tề Đảng Nhàn trong đại hội kêu gọi đầu tư này, muốn hắn không còn chỗ dung thân ở tỉnh Đông Hải này. Sau khi cho hắn một bài học, anh ta sẽ lại đi tìm cô thư ký có vòng một khủng kia, để xem cô ta còn dám chống đối mình nữa hay không. Sau khi ba người Tề Đảng Nhàn, Hướng Đông Tinh và Dương Quan Quan tiến vào khách sạn, đại hội kêu gọi đầu tư vẫn còn chưa khai mạc, Tề Đảng Nhàn bảo Dương Quan Quan đi vào nhà vệ sinh sửa sang, trang điểm lại một chút. So với Từ Ngạo Tuyết, Hướng Tổng có vẻ được người ta yêu mến hơn nhiều đó. Tề Đảng Nhàn cười nói với Hướng Đông Tinh, vui vẻ hàn huyên với cô ta. Vậy sao, Hướng Đông Tinh chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn Tề Đảng Nhàn một cái. Tề Đảng Nhàn nói, có lẽ cô nên thay đổi phong cách của mình một chút đi, tươi cười nhiều lên một chút, và mặc những bộ trang phục phù hợp với trào lưu nữa. Nếu cô làm như vậy, có lẽ sẽ khiến nhân viên của tập đoàn Hướng thì có chút cảm giác mới mẻ, nói không chừng bọn họ sẽ càng chăm chỉ làm việc hơn đó. Nếu không tin, cô có thể thử xem. Hướng Đông Tinh khịt mũi coi thường những lời này của Tề Đảng Nhàn, cô ta nói, tôi có thể nhìn ra, thư ký Dương kia của anh có vẻ rất tin tưởng anh, cũng rất ngưỡng mộ anh. Tề Đảng Nhàn đưa tay sờ mũi của mình, hắn cảm thấy khá ngượng ngùng, Dương Quan Quan kia nếu không phải làm mặt quỷ sau lưng hắn, thì cũng suốt ngày mắng chửi hắn là tên biến thái háo sắc, ngưỡng mộ ở đâu ra chứ? Hình như cô ấy thích anh, Hướng Đông Tinh nói. Thật sao, làm gì có? Tề Đảng Nhàn tỏ vẻ kinh ngạc. Hướng Đông Tinh nói, không ngờ Ngọc Tiểu Long lại là kẻ chính trực như thế, vậy mà lần này cô ấy còn đứng về phía anh. Tề Đảng Nhàn nói, đúng là cô ta rất chính trực, có điều lần này cô ta không đứng về phía tôi, mà là đứng về phía cán cân công lý trong lòng cô ta. Cô ta là một quân nhân, bảo vệ quốc gia là sứ mệnh của cô ta. Hướng Đông Tinh cười đáp, cho dù như thế nào, cô ấy cũng là một người vô cùng đáng kính nể. Dẫu hai bên là đối thủ của Nhan, tôi vẫn khá tôn trọng và đánh giá cao cô ấy. Tề Đảng Nhàn nghĩ đoạn, cảm thấy Ngọc Tiểu Long kiêu ngạo này tiến bộ nhanh tới mức ấy, có thể ngồi lên địa vị cao như vậy, quả thực cũng không phải một người đơn giản. Cô có chuẩn mực về cách xử sự của riêng mình, trong lòng lúc nào cũng có thước đo giữa đúng và sai, vẻ đẹp nhân cách này có một sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt. Nếu không nhờ nhân cách cao đẹp, cô cũng không thể có được nhiều người ủng hộ như vậy. Cũng như Ngọc Tiểu Long phát hiện mình đã xem thường Tề Đảng Nhàn, lúc này Tề Đảng Nhàn cũng nhận ra mình đã quá xem thường Ngọc Tiểu Long. Dường như cả hai người đều đã hiểu rõ về đối phương thêm một chút. Khoảng chừng vài phút sau, Dương Quan Quan bước ra từ nhà vệ sinh, cô ta đã trang điểm thêm một lớp, nhưng gò má vẫn còn sưng đỏ, hình như không có hiệu quả cho lắm. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, Dương Quan Quan đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Khom lưng xin lỗi Tề Đảng Nhàn và Hướng Đông Tình. Cô đừng gặp người nữa, vết thương trên eo của cô vẫn còn chưa khỏi đâu. Tề Đảng Nhàn ân cần đưa tay đỡ cô ta dậy, mặt còn đau không? Về đến nhà thì dùng đá lạnh chườm một lát, như vậy sẽ tiêu sưng. Dương Quan Quan khẽ khịt mũi, cô ta nói, cảm ơn Tề Tổng, vết thương đó cũng không còn đau lắm, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi đâu. Tề Đảng Nhàn vỗ vai cô ta. Hắn nói, nếu như ông trời muốn giáng sứ mệnh lớn cho kẻ nào đó, nhất định sẽ khiến người này phải chịu nỗi khổ về tâm trí, sự mệt nhọc trong cơ thể, sự đói khát của thể xác. Thư ký Dương, cô chính là một nhân vật lớn sẽ gánh vác chuyện lớn trong tương lai đó. Dương Quan Quan bị mấy lời này của Tề Đảng Nhàn chọc cho bật cười, cô ta biết rõ bản thân chẳng thể gánh vác được trọng trách gì, thậm chí còn để cho người ta bắt nạt thành như thế này. Không hiểu sao Hướng Đông Tinh lại cảm thấy có chút gì ghen ghét.
cô ta nói, tôi vào trong trước đây, một lát nữa hai người hãy vào, đừng vào trễ là được. Sau khi nói xong câu này, Hướng Đông Tình xoay người rời đi. Đừng buồn nữa nhé, dù sao tôi cũng chút giận giúp cô rồi, đám Tây Lông kia chẳng phải đã bị đánh gãy cả răng rồi sao? Tề Đẳng Nhàn cười nói, nếu như Côn vẫn còn chưa hết giận, chờ tới khi đại hội kết thúc, tôi sẽ âm thầm tìm tên đó, đấm cho anh ta một trận nữa là được. Không cần đâu, anh đã rất tuyệt rồi, tôi chưa từng nghĩ sẽ có người làm ra chuyện tài đình như vậy vì tôi. Dương Quan Quan ngẩng đầu, giọng điệu vô cùng cảm kích, trong ánh mắt ẩn chứa chút tình cảm không thể đặt tên. Tề Đẳng Nhàn một tiếng rồi bảo, đừng khách sáo, cô là cấp dưới của tôi, bảo vệ cô là việc tôi nên làm. Sau này tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa đâu, yên tâm đi. Dương Quan Quan vươn tay ra. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người. Tôi mệt quá, muốn ôm một lát. Dương Quan Quan đỏ mặt, lý nha lý nhí. Được thôi, Tề Đẳng Nhàn vui vẻ đồng ý với lời đề nghị này, duỗi tay ôm lấy Dương Quan Quan. Cái ôm giữa hai người giống như tình cảnh dưới sạp báo nhỏ trong hôm mưa ấy, ngập tràn cảm giác ấm áp. Điều khiến Dương Quan Quan cảm thấy đáng quý nhất chính là, lần này Tề Đẳng Nhàn không chĩa súng vào người mình nữa. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy Dương Quan Quan vẫn mềm mại và đàn hồi nữa khi trước. Một lát sau, Dương Quan Quan đẩy Tề Đẳng Nhàn ra, cảm động nói cảm ơn. Đừng khách sáo, nếu như cảm thấy mệt mỏi, cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, Tề Đẳng Nhàn nhe răng cười. Dương Quan Quan thấy nụ cười của hắn, cứ cảm giác có chỗ nào không hợp lý cho lắm. Được rồi, mau vào trong thôi, cứ dùng rằng ở chỗ này như vậy mãi, chỉ e Hướng Tổng sẽ hiểu lầm chúng ta đang làm gì không phải phép đó. Dẫu sao thì cô cùng là thư ký, còn tôi là ông chủ. Chuyện giữa thư ký và ông chủ, cô cũng hiểu mà. Khi nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn còn nháy mắt một cách mờ ám. Cút mau, tên biến thái này. Dương Quan Quan cảm thấy sự ấm áp trong lòng mình từ nãy đến giờ như bị đánh tan, tức tối giáng cho hắn một quả đấm. Khả năng gây mất hứng của Tề Đẳng Nhàn quả đúng là độc nhất vô nhị, nếu không cũng sẽ không có nhiều người hận hắn tới mức nghiến răng nghiến lợi như vậy. Hắn đưa Dương Quan Quan tới một chiếc bàn, ngồi xuống bên cạnh Hướng Đông Tinh, không bao lâu sau, đám người từ Ngạo Tuyết cũng đều yên vị trong đại hội. Đại hội kêu gọi đầu tư chính thức khai mạc. Đại hội được mở màn bởi bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh trên sân khấu, nói rằng mấy năm nay tỉnh Đông Hải phát triển rất nhanh, sau đó cảm ơn tất cả những doanh nhân có mặt ở đây. Sau khi bài phát biểu theo thông lệ kết thúc, Dương Lệnh Quang bắt đầu nói tới chuyện chính, ông ta nói, tỉnh Đông Hải chúng tôi vẫn nhiệt liệt hoan nghênh những nguồn đầu tư từ nước ngoài, vậy nên sau cuộc họp chính phủ gần đây, chúng tôi đã đưa ra quyết định như sau. Tình hình kinh tế ở tỉnh Đông Hải đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa số lượng lớn, tỉnh Đông Hải quyết định xây dựng cảng nước sâu ở Vịnh Đông Hải. Tổng giá trị của gói thầu xây dựng cảng nước sâu là 700 triệu nhân dân tệ. Khi nghe được lời tuyên bố này của Dương Lệnh Quang, mọi người đều không nhịn được mà nín thở. Tỉnh Đông Hải chính là một tỉnh có nền kinh tế đứng đầu, cơ quan chính quyền của tỉnh cũng không thiếu ngân sách, cho nên khi nhận công trình này, bọn họ không phải lo không lấy được tiền. Trong việc xây dựng cảng nước sâu này, đương nhiên cơ quan chính quyền cũng rất muốn hợp tác với các vị doanh nhân thành đạt trên toàn tỉnh. Cho nên chúng tôi đã tổ chức đại hội kêu gọi đầu tư ngày hôm nay. Ai có thể thu hút thêm càng nhiều nguồn đầu tư nước ngoài lớn đến tỉnh Đông Hải chúng ta, người đó chính là người đảm nhiệm công trình cảng nước sâu ở Vịnh Đông Hải, hơn nữa cũng sẽ giành được rất nhiều tài nguyên phong phú. Sau khi bài phát biểu của Dương Lệnh Quang kết thúc, hội trường nổi lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Lãnh đạo phát biểu, bọn họ cũng không thể không cho ông ta mặt mũi, mọi người đều ra sức vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay dù to đến đâu cũng không bằng thể hiện thực lực trước bọn họ. Các vị lãnh đạo khác cũng lần lượt lên sân khấu phát biểu, sau đó thuận tiện mô tả chi tiết đường lối phát triển của tỉnh Đông Hải trong tương lai. Bọn họ phát biểu xong, đại hội tiến vào giai đoạn chính, kêu gọi đầu tư xây dựng. Một vài doanh nhân dẫn theo các giám đốc điều hành cấp cao của các công ty nước ngoài mà họ đã mời gọi từ trước, những người này cũng có ý định đến Hoa Quốc để kinh doanh nên ai nấy đều đầu tư chút ít. Tuy nhiên, Dương Lệnh Quang vẫn cau mày liên tục, không có lý do nào khác, chính là do mức độ phổ biến của những doanh nghiệp này quá thấp và số tiền bọn họ có thể đầu tư cũng chẳng đáng là bao. Tề Đẳng Nhàn nói với Hướng Đông Tinh, tôi đi lên lầu trước đã. Bogdanov đã đồng ý đầu tư 1 tỷ USD.
Chắc chắn không có ai ở đại hội này có số tiền lớn hơn cậu ta đâu. Khoản đầu tư của những doanh nhân nước ngoài này nằm trong khoảng từ vài triệu đến vài chục triệu, tất cả đều được đo bằng tiền tệ Hoa Quốc, đối với Dương Lệnh Quang mà, mấy khoản này đương nhiên không đủ để lấp đầy sự đói khát của ông ta. Hướng Đông Tinh khẽ gật đầu, Tề Đẳng Nhàn vừa mới đi được hai bước, đã trông thấy Từ Ngạo Tuyết đưa Shevchenko vào hội trường. Chủ tịch tỉnh Dương, vị này chính là ngài Shevchenko, là ông chủ của tập đoàn trí tuệ khoa học đến từ Tuyết Quốc, lần này được tôi mời tới tỉnh Đông Hải để khảo sát đầu tư. Từ Ngạo Tuyết giới thiệu với Dương Lệnh Quang. Dương Lệnh Quang vừa nghe đã tỉnh hết cả người, trời hạ, tập đoàn trí tuệ khoa học, đây chính là công ty công nghệ cao của Tuyết Quốc vang danh khắp chốn đó. Nếu có thể lôi kéo tập đoàn trí tuệ khoa học đến đầu tư và xây dựng tại tỉnh Đông Hải, vậy thì việc tạo dựng thương hiệu cho tỉnh Đông Hải sẽ là một điều vô cùng thuận lợi, và khoản đầu tư của bọn họ chắc chắn sẽ không nhỏ. Vì thế, Dương Lệnh Quang vô cùng niềm nở bước về phía bọn họ, ông ta bắt tay với Từ Ngạo Tuyết trước tiên, sau đó lại tay bắt mặt mừng với Shevchenko, cười bảo, ngài Shevchenko, vô cùng hoan nghênh ngài tới Hoa Quốc. Ông ta để ý thấy vết bầm tím trên khuôn mặt Shevchenko, nụ cười trên miệng cũng cứng lại, đây có phải là bị người ta đánh không thế? Điều này khiến cho Dương Lệnh Quang sững sờ, kẻ không biết trời cao đất dày nào lại dám ra tay với một nhân vật tầm cỡ như Shevchenko cơ chứ? Từ Ngạo Tuyết bỗng liếc mắt nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, trên mặt xuất hiện nụ cười khinh khỉnh lãnh đạo, vẻ mặt như thể nói rằng, anh chết chắc rồi. Chuẩn bị hành động à? Vậy thì cũng đừng trách tôi khiến cho tập đoàn Từ thị các người không lấy được một xu nào từ dự án xây dựng cảng nước sâu này. Tề Đẳng Nhàn vừa nhìn thấy vẻ mặt này của Từ Ngạo Tuyết đã biết ngay chuyện cô ta định làm là gì, hắn cười khẩy. Hướng Đông Tinh và Dương Quan Quan cũng trông thấy tình cảnh này, không nhịn được mà thầm lo. Dù sao thì khuôn mặt của Shevchenko cũng đã bị Tề Đẳng Nhàn đánh ra nông nỗi ấy, nếu ông ta bằng lòng đầu tư, vậy thì sẽ trở thành khách quý của tỉnh Đông Hải. Đến lúc đó, nếu ông ta yêu cầu Dương Lệnh Quang giúp mình trừng trị Tề Đẳng Nhàn, e rằng Dương Lệnh Quang cũng sẽ không từ chối. Hướng Tổng, chắc là sẽ không sao đâu nhỉ, dẫu sao thì Tề Tổng cũng đã mời được ngài Bogdanov, một nhà đầu tư vô cùng lớn. Khả năng của ngài Bogdanov ắt hẳn sẽ trên cơ Shevchenko chứ nhỉ? Dương Quan Quan tỏ vẻ lo lắng. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Thư ký Dương, cô cứ đứng đây xem kịch là được rồi. Tề Đẳng Nhàn có tính toán của anh ta. Hướng Đông Tinh nói. Cô ta vô cùng tin tưởng Tề Đẳng Nhàn, tuy rằng thi thoảng cách làm việc của tên này có phần hơi thái quá, nhưng lần nào cũng có thể xuất sắc đạt được mục đích, điều này có thể chứng minh, hắn không phải người đơn giản. Từ Tổng quả nhiên thần thông quảng đại, vậy mà có thể mời ông chủ của Tập đoàn Trí tuệ Khoa học Tuyết Quốc Shevchenko tới đây. Tập đoàn Trí tuệ Khoa học Tuyết Quốc chính là doanh nghiệp sở hữu tài nguyên khí thiên nhiên của toàn vùng Đông Bắc Tuyết Quốc đó, bọn họ có tài lực hùng hậu, hơn nữa thế lực cũng mạnh mẽ, cơ hội của chúng ta quả thực rất nhỏ. Dù sao thì Từ Tổng cùng là bạn của Ngọc Tướng Lĩnh có quyền lực lớn tới vậy, mời được nhân vật tầm cỡ như ngài Shevchenko tới đây đầu tư cũng là chuyện bình thường. Xem ra lần này tập đoàn Hướng thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại, Tề Đẳng Nhàn đầu tư 10 tỷ USD vào đó. Sớm muộn gì cũng bị liên minh doanh nghiệp Từ thị cuỗng bằng sạch thôi. Mọi người có mặt ở đây đều lắc đầu ngao ngắn, cảm thấy thực lực của Từ Ngạo Tuyết vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn không thể nào chống lại. Thôi bỏ đi, có Từ Tổng ở đây, chúng ta cũng đừng mơ chiếm được của hời, chỉ cần được chia cho một chút canh rau mà húp đã là may mắn lắm rồi. Đúng vậy, chúng ta có thể không chiếm được phần nhiều, nhưng chắc vẫn lấy được mấy chục triệu tiền đầu tư chứ nhỉ. Mọi người đều cảm thấy không nên tranh phần lời làm gì, từ khi Shevchenko xuất hiện ở hội trường, bên chúng thầu dự án xây dựng cảng nước sâu đã được định sẵn là tập đoàn Tự thị rồi. Sao tập đoàn Hướng thị không có chút động tĩnh nào vậy? Hay là bọn họ không mời được nhà đầu tư nước ngoài nào tới đây nhỉ? Tôi cũng nghĩ như vậy, tập đoàn Hướng thị bây giờ gặp nạn thù trong giặc ngoài, vấn đề nội bộ đã rất nghiêm trọng rồi, làm sao mà mời được doanh nghiệp lợi hại nào tới đầu tư chứ? Ha ha ha, không mời được cũng tốt, tôi đã đầu tư hơn 50 triệu nhân dân tệ vào đó, ít nhiều gì cũng sẽ được chia cho chút canh mà húp. Mọi người trông thấy Hướng Đông Tinh ngồi yên tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh nào, đương nhiên nghĩ rằng tập đoàn Hướng thị đã chẳng còn trở mình được nữa. Lúc này Từ Ngạo Tuyết đã quay lại hàn huyên với Dương Lệnh Quang. Cô ta không nhịn được mà mừng thầm, Tề Đẳng Nhàn đúng là một tên ngu xuẩn,
đã đánh thư ký Ivanov của ngài Bogdanov, còn dám đầm ngài Shevchenko thành ra như vậy. Ngài Bogdanov sẽ không bỏ qua chuyện này, một lát nữa Shevchenko cũng sẽ chủ động đặt vấn đề. Đến lúc đó, để xem anh ta thoát khỏi vụ này thế nào. Chắc chắn là không chết thì cũng chảy ra chóc vảy. Nếu Shevchenko đưa ra vấn đề bị đánh trong một dịp như thế này, cho dù Dương Lệnh Quang có muốn giúp Tề Đảng Nhàn che đậy cũng không được, ông ta nhất định phải đưa ra một quyết định công bằng. Nếu không thì chắc chắn sẽ không dẹp được dư luận. Shevchenko nhàn nhạt nói, vậy nên tôi có dự định đầu tư 1 tỷ cho tỉnh Đông Hải, nhằm sáng lập công ty, xây dựng nhà xưởng, ngoài mục đích thu lợi nhuận, còn có thể giúp được ít nhiều cho sự phát triển của tỉnh Đông Hải. 1 tỷ. Shevchenko vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên sôi sục. Những chủ xí nghiệp nước ngoài được mời tới hôm nay không ít, thế nhưng mọi người đầu tư cùng lắm cũng chỉ mấy chục triệu, thậm chí còn chưa có cái giá mấy trăm triệu. Shevchenko vừa mới lên sàn đã chuẩn bị đầu tư 1 tỷ, những người khác có thể không khiếp sợ hay sao? Không hổ danh là Từ Tổng, quả thực có tầm ảnh hưởng rất lớn, mời được một người châu bò như thế này. 1 tỷ đó trời đất ơi! Không biết bao nhiêu năm làm lụng mới đủ để tôi kiếm được 1 tỷ. Không hổ là xí nghiệp đứng đầu, vừa ra tay đã vung ra 1 tỷ, có hào phóng quá không? Tất cả mọi người đều khiếp sợ cảm thán, họ biết Shevchenko sẽ đầu tư một khoản lớn, nhưng không ngờ anh ta lại đầu tư tận 1 tỷ. Từ Ngạo Tuyết không kìm được mà cong môi nở một nụ cười đắc ý, có vốn đầu tư 1 tỷ của Shevchenko, chắc chắn hạng mục xây dựng cảng nước sâu ở Đông Hải sẽ về tay tập đoàn Từ Thị. Tập đoàn Từ Thị hoàn toàn có thể nương theo hạng mục này để lôi kéo những xí nghiệp bản địa ở tỉnh Đông Hải, khiến họ càng thêm ủng hộ tập đoàn Từ Thị. Dương Lệnh Quang cũng cười như hoa nở, ông ta nói, 1 tỷ ư. Thưa ngài Shevchenko, không phải tôi muốn nghi ngờ ngài, mà tôi chỉ muốn xác nhận. Ngài thực lòng muốn đầu tư 1 tỷ chứ? Shevchenko thản nhiên trả lời, dĩ nhiên tôi không có ý định đùa giỡn ngài Dương Chủ tịch tỉnh. Đây là khoản vốn đầu tư mà trước đó tôi đã bàn bạc với cô Từ. Dương Lệnh Quang vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vạn phần, vậy thì tốt quá, tỉnh Đông Hải chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh ngài Shevchenko, chúng tôi sẽ soạn thảo thêm nhiều chính sách ủng hộ và giúp đỡ ngài. Với một chủ tịch tỉnh như Dương Lệnh Quang, số vốn 1 tỷ này chưa khiến ông ta khiếp sợ đến mức phải trố mắt nghẹn họng. Có điều thanh danh của Tập đoàn Khoa học Trí tuệ Tuyết Quốc đáng giá hơn nhiều so với 1 tỷ. Đến khi tin tức truyền ra, mọi người sẽ biết được ngay cả một tập đoàn khoa học trí tuệ của Tuyết Quốc cũng rót vốn đầu tư vào tỉnh Đông Hải, vậy thì chắc chắn họ cũng sẽ cảm thấy đây là một địa phương tốt đáng để đầu tư, không chừng sẽ tranh nhau tìm đến. Kể từ đó tỉnh Đông Hải sẽ phát triển vượt bậc, công lao của Dương Lệnh Quang lại càng không cần bàn đến nữa. Ngài Dương Chủ tịch tỉnh, ông có thấy vết thương trên mặt tôi không? Đúng lúc đó, Shevchenko vừa chỉ vào mặt mình vừa gọi Dương Lệnh Quang lại. Có chuyện gì thế, ngài Shevchenko, tại sao ngài lại bị thương trên mặt thế này? Dương Lệnh Quang cau mày hỏi. Shevchenko nở một nụ cười lạnh, nói tôi bị một chủ xí nghiệp của tỉnh Đông Hải đánh đấy. Đại khái là cậu ta nghĩ tôi sẽ giúp cô Từ chiếm lợi bằng cách giành lấy hạng mục công trình cảng nước sâu, thế nên nhìn tôi không vừa mắt, đánh tôi một trận. Ôi! Tất cả mọi người có mặt tại đây đều hít vào một hơi đầy kinh hãi. Shevchenko có thân phận thế nào, địa vị ra sao, huống chi anh ta còn là do Từ Ngạo Tuyết mời tới. Thế mà lại có người dám đánh anh ta, hơn nữa còn đánh vào mặt, ra tay nặng đến mức này. Là kẻ nào mà to gan thế, ngay cả ngài Shevchenko cũng dám đánh. Tôi nghĩ hắn ta chán sống rồi. Chẳng trách mặt ngài Shevchenko lại sưng vù lên, hóa ra là bị người khác đánh, hơn nữa còn là chủ xí nghiệp của tỉnh Đông Hải chúng ta sao. To chuyện rồi đây, ngài Shevchenko đã báo chuyện này lên tận chủ tịch tỉnh, tên kia chết chắc rồi. Tất cả mọi người xôn xao bàn tán, ai cũng nghĩ kẻ đã ra tay đúng là không có mắt, hắn thực sự là ai cũng dám đắc tội à, không sợ chết sao? Sắc mặt Dương Lệnh Quang đen xì xì, trông vô cùng xấu xí. Ông ta cũng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, mà người xui xẻo bị đánh lại chính là Shevchenko. Shevchenko là người rót vốn đầu tư 1 tỷ vào tỉnh Đông Hải đấy, một người như anh ta bị đánh đến mức này, nếu chuyện bị truyền ra thì còn ai muốn đến tỉnh Đông Hải đầu tư nữa đây? Liệu mọi người có đặt ra nghi vấn về vấn đề trị an của tỉnh Đông Hải hay không? Là ai? Dương Lệnh Quang đen mặt hỏi. Là hắn ta, Shevchenko quay đầu lại,
giơ tay chỉ vào Tề Đẳng Nhàn rồi cười lạnh đáp. Mọi người phía sau lập tức nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, ai cũng ngạc nhiên. Nếu là hắn ta thì cũng chẳng có gì lạ, tập đoàn Hướng Thị và tập đoàn Từ Thị cạnh tranh kịch liệt như vậy, có lẽ hắn ta không mời được chủ xí nghiệp lợi hại nào nên mới bất lực nổi điên đánh người mà thôi. Cha, đúng là một tên lỗ mãng, làm thế chẳng những không giúp gì được cho tập đoàn Hướng Thị mà còn trực tiếp đẩy tập đoàn Hướng Thị xuống vực sâu, hắn ta không biết điều đó hay sao? Tôi thấy hắn ta thuần túy chỉ là một thằng ngu, chẳng bao giờ biết suy nghĩ trước khi hành động, nếu không thì sao hắn ta có thể làm ra chuyện ngu xuẩn đến mức này? Tất cả mọi người đều lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ Tề Đẳng Nhàn đúng là một thằng ngu, ai cũng dám đánh. Việc Tề Đẳng Nhàn tính tình không tốt, thích động tay động chân đã sớm bị truyền đi khắp thành phố Đông Hải, ai ai cũng biết, dù sao số lượng những nhân vật tai to mặt lớn bị hắn đánh cũng không phải là ít. Tôi nghe nói hắn ta còn gây chuyện với cả thư ký của ngài Bogdanov nữa cơ, cuối cùng người kia bị đánh rất thê thảm. Đúng thế, mặt của Ivanov bị hắn đánh hỏng luôn rồi, ngài Bogdanov tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Có khi bây giờ ngài Bogdanov đã trực tiếp báo cáo lên phía đại sứ quán rồi ấy chứ. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ có quyết định xử lý hắn ta thôi. Mọi người lại nhắc đến chuyện Tề Đẳng Nhàn hành hung Ivanov lúc trước, những chủ xí nghiệp có mặt tại đây nghe được thì sợ hết hồn hết vía. Thấy người đánh Shevchenko là Tề Đẳng Nhàn, Dương Lệnh Quang khó xử đến mức có cảm giác đầu mình to ra. Tề Đẳng Nhàn chính là người mà ngay cả Phó Phong Vân cũng coi trọng, Phó Phong Vân là một trong những người có quyền thế nhất nước Hoa, dù là ông ta cũng tuyệt đối không thể đắc tội nổi. Ông ta lại nghe được chuyện Tề Đẳng Nhàn thậm chí còn đánh cả thư ký của Bogdanov là Ivanov, chỉ thấy cái đầu vốn đã to ra nay như sắp nứt vỡ. Đánh Shevchenko thì thôi đi, ngay cả người của Bogdanov mà cậu cũng dám đánh. Dương Lệnh Quang choáng váng, nhất thời rơi vào thế bí không biết nên xử trí ra sao. Nếu Bogdanov báo lên đại sứ quán, đến lúc đó người phía trên chắc chắn sẽ ra lệnh cho chủ tịch tỉnh là ông ta đích thân điều tra vụ việc. Ông ta phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Ông ta hoảng loạn trong chốc lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Để giúp tỉnh Đông Hải phát triển, hẳn mình trừng phạt Tề Đẳng Nhàn một chút cũng không sao chứ. Phó lão là người thông tình đạt lý, chắc chắn ông ấy sẽ lấy lợi ích của quốc gia làm trọng. Nghĩ xong, Dương Lệnh Quang lập tức sầm mặt quay sang phía Tề Đẳng Nhàn. Tề Tổng, xin hỏi những gì mà ngài Shevchenko vừa nói có phải sự thật hay không? Tôi có đánh anh ta. Nhưng nguyên nhân tuyệt đối không phải do đố kỵ. Đơn thuần chỉ là vì anh ta quấy rối thư ký của tôi thôi. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, lạnh nhạt nói. Hơn nữa tôi cũng không cần đố kỵ với anh ta, vì tôi đã thu hút được một khoản đầu tư trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Số tiền 1 tỷ nhân dân tệ của anh ta có đáng gì? Sau câu nói thứ nhất của Tề Đẳng Nhàn, phản ứng đầu tiên của mọi người là kinh ngạc vì không ngờ hắn lại thoải mái thừa nhận như thế. Đến câu nói thứ hai và thứ ba, mọi người đều phá lên cười, lắc đầu nguầy nguậy. Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, hắn nói đã thu hút được là thu hút được thật đấy à? Vị đại gia nào mà giàu có thế? Ai lại nguyện ý bỏ ra 1 tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào tỉnh Đông Hải cơ? Tất cả mọi người đều nghĩ Tề Đẳng Nhàn chỉ đang tìm cách thoát thân nên mới nói ra một số tiền đủ để khiến vị chủ tịch tỉnh họ Dương kia chấn động. Khiến chủ tịch tỉnh ném chuột sợ vỡ đồ mà không tiện ra tay trừng phạt hắn. Chỉ là chút mánh khóe nhỏ lừa bịp trẻ lên ba thôi, mọi người đều cười nhạo khinh thường hắn. Từ Ngạo Tuyết cũng bật cười, không biết Tề Tổng đã gọi được vốn đầu tư từ công ty nào thế? 1 tỷ đô la Mỹ sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.